Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 43. Tuy rằng vốn không phải là ý của ngươi, nhưng người cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được chứ. Dương Diệp cười khổ, nói. Không phải là ta chơi xấu, tuy rằng hạt châu này quả thật không tệ, nó cũng có tác dụng rất lớn đối với ta, nhưng nói thật, nó còn không có quý hiếm tới mức ta phải giở trò chơi xấu. Được rồi, ta quả thực cũng có trách nhiệm. Như vậy đi, Thụ Tâm cô nương nói giá đi, ta sẽ mua hạt châu này vậy. Thụ Cấn vô cùng tức giận, căm hận nhìn Dương Diệp đạo. Hạt châu này chính là linh vật thiên địa, người có thể dùng tiền mua được linh vật thiên địa sao? Thật là buồn cười, người biết cái gì gọi là linh vật thiên địa sao? Người biết cái gì gọi là linh vật thiên địa sao? Ta biết. Dương Diệp gật đầu, nói rất đàng hoàng. Hắn đương nhiên biết, trong cơ thể hắn có 3 loại linh vật thiên địa, hắn làm sao không biết được. Người biết, ta thấy người không biết thì đúng hơn. Thụ Cẩn cả giận nói. Mỗi một loại linh vật thiên địa đều là vật cưng của thiên địa này, bọn chúng quý hiếm tới mức ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi. Thụ Cẩn nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Dương Diệp trước mắt, phải nói là nhìn ngọn lửa của tia chớp màu tím trên hai tay của Dương Diệp thì đúng hơn. Một trận cuồng phong nổi lên trong không trung, cửu u kiếm vũ xuất hiện ở phía sau lưng của Dương Diệp. 3 loại linh vật thiên địa, tất cả thụ nhân đều ngây ra như phỗng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi xem, ta thực sự biết, ta không phải đang giải thích gì với các ngươi, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, tuy rằng linh của thanh mộc này quý hiếm, nhưng thật sự còn chưa quý hiếm tới mức ta phải dở thủ đoạn chơi xấu để chiếm lấy. Ta biết, lần này là ta đối lý, các ngươi nói đi, muốn thế nào thì các ngươi mới có khả năng buông tha hạt châu này. Nếu như các ngươi thực sự không buông tha, thành thật mà nói, ta chỉ có thể bỏ chạy. Ngươi! Thụ Cần tức giận tới mức cơ thể run rẩy. Thụ Tâm khoát tay áo, nói. Quên đi, Dương công tử có thực lực quá mạnh mẽ, thụ nhân tộc ta không đắc tội nổi Dương công tử, ta sẽ đưa linh của thanh mộc cho Dương công tử, coi như báo đáp ân tình Dương công tử đã cứu thụ nhân tộc ta trước đó. Nếu như là những người khác, nàng đương nhiên không sẽ chủ động đưa linh của thanh mộc này ra, nhưng nàng lại không có biện pháp nào với Dương Diệp, một chút biện pháp cũng không có. Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Dương Diệp chém giết Trầm Đằng lúc trước. Nghe được Thụ Tâm nói như vậy, Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Hắn không có biện pháp nào, sau cùng chỉ có thể nhìn Ân Huyên Nhi, hy vọng đối phương có thể nghĩ ra biện pháp. Ân Huyên Nhi liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thụ Tâm và chỉ vào Dương Diệp, nói. Tâm Nhi, nàng nghĩ thực lực của hắn thế nào? Thụ Tâm ngẩn người ra, rồi lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau khi trầm tư một chút. Nàng mới nói. Rất mạnh, ta nghĩ, chỉ sợ ở trong yêu tộc cũng không có mấy người có thể chống lại hắn. Ân Huyên Nhi mỉm cười, sau đó nhìn các thụ nhân xung quanh, nói. Hắn là kiếm hoàng thời nay, thiên phú của hắn còn mạnh hơn so với tổ sư kiếm tông vạn năm trước vài phần. Ta dám cam đoan, trong tương lai không xa, hắn nhất định có thể giống như tổ sư kiếm tông năm đó vậy, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Các vị! Linh của thanh mộc quả thực quý hiếm, nhưng dù xoa nó cũng chỉ là vật chết. Các ngươi nghĩ là nhân tình của một cương giả siêu cấp trong tương lai quý hơn, hay là một vật chết như linh của thanh mộc này quý hơn? Các thụ nhân xung quanh im lặng, nếu như không phải trước đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Dương Diệp giết chết Trầm Đằng trong nháy mắt, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng lời Ấn Huyên Nhi nói. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể phủ nhận, nhân loại trước mắt này rất mạnh, quan trọng nhất là hắn còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Ân Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm, nói. Tâm Nhi, nàng phải hiểu được một điểm, thụ nhân tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả. Nghe vậy, cả người Thụ Tâm run lên, nàng hiểu rõ ý của Ân Huyên Nhi. Ở trong thế giới thiên hạ sắp đại loạn này, một bộ tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả, vừa không có thế lực cường đại hoặc là cường giả siêu cấp bảo hộ thì có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa tùy thời có thể sẽ bị người khác tiêu diệt, hoặc là bị thế lực khác nô dịch. Thụ Tâm trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này, một hào quang màu xanh lại từ trong cơ thể của Dương Diệp chậm rãi tràn ra. Thụ Tâm nhìn thấy hào quang màu xanh này, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì đây là linh của thanh mộc đang chủ động liên hệ với nàng. Phải biết rằng, trong lúc linh của thanh mộc này ở trong tay của bà nội nàng, linh của thanh mộc cũng rất ít khi liên hệ với bà nội nàng. Một lát sau, ánh mắt Thụ Tâm đầy vẻ khiếp sợ. Sau khi hào quang màu xanh biến mất, Thụ Tâm không do dự nữa,
lập tức nói. Dương công tử, ta muốn để thụ nhân tộc ta trở thành thuộc hạ của công tử, mong Dương công tử đừng từ chối. À, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Dương Diệp, cho dù là Ân Huyên Nhi và cả vô số thụ nhân có mặt ở đó đều sửng sốt. Trở thành thuộc hạ của ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thụ Tâm khẽ gật đầu, nói. Dương công tử, lúc trước công tử cũng nhìn thấy được, đế quốc Đỉnh Hán đã có ý định đối với thụ nhân tộc ta. Lấy thực lực của thụ nhân tộc ta hiện nay, căn bản không có cách nào chống lại được đế quốc Đỉnh Hán. Hơn nữa, thiên hạ này lại sắp đại loạn, giữa nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ phải đánh một trận. Chỗ căn cứ của thụ nhân tộc chúng ta không phải ở yêu vực, nếu như đế quốc Đỉnh Hán đối phó với chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Phóng tầm mắt ra thiên hạ, cũng chỉ có Dương công tử có thể chống lại được nhân hoàng La Tuấn này. Thụ Tâm đột nhiên làm như thế, ngược lại không phải vì kích động, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì cuộc giao lưu với Linh của Thanh Mộc lúc trước. Cho dù Linh của Thanh Mộc biểu đạt không quá rõ ràng, nhưng nàng đã biết, Linh của Thanh Mộc muốn nàng cố gắng kết giao với Dương Diệp. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì Dương Diệp thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực. Nàng tin tưởng, tương lai người này nhất định sẽ một bước lên trời. Lại thêm thái độ của Ấn Huyên Nhi đối với Dương Diệp, làm cho nàng quyết định đánh cược một lần. Nghe Thụ Tâm nói vậy, các trưởng lão thụ nhân vốn muốn phản đối lại đều im lặng. Các thụ nhân này đều đã thành tinh, bọn họ tất nhiên biết lời Thụ Tâm nói là thật hay giả. Thụ nhân tộc quả thật cần phải tìm một núi dựa cường đại, cũng không biết thế lực phía sau Dương Diệp có mạnh mẽ hay không. Thụ Tâm cô nương quả thật phải nương tự vào ta sao? Dương Diệp nói. Thụ Tâm khẽ gật đầu, nói. Chuyện lớn như thế, Thụ Tâm sao dám nói đùa được? Cô nương sẽ không hối hận chứ? Ta sẽ không hối hận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như vậy, Thụ Tâm cô nương lập tức chuẩn bị một chút, sau đó di chuyển tất cả thụ nhân của thụ nhân tộc đến Nam Vực. Dương Diệp đương nhiên sẽ không từ chối, mặc dù thụ nhân tộc không có cường giả cảnh giới hoàng giả, nhưng thế lực này cũng không thể khinh thường. Dù sao càng nhiều càng tốt. Di chuyển sao? Thụ Tâm ngẩn người. Đương nhiên. Dương Diệp nói. Nếu để cho La Tuấn biết các ngươi nương tựa vào ta, cô nương cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Ở trung vực này, nếu hắn muốn tiêu diệt bộ tộc thụ nhân các ngươi thì không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho nên, các ngươi chỉ có di chuyển đến Nam Vực, tới đó, các ngươi mới có thể có được bảo đảm an toàn. Bởi vì La Tuấn thế lực lúc này vẫn không có cách nào ở Nam Vực lấy thung úp voi. Thụ Tâm im lặng, cả một thụ nhân tộc di chuyển, lại có nghĩa là bọn họ phải bỏ lại địa bàn của mình. Có thể tưởng tượng được điều này sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu thụ nhân thấy mâu thuẫn thậm chí là phản đối. Một khi làm không tốt, còn có thể gây ra náo động cho cục diện vừa mới ổn định này. Có lẽ chúng ta có thể nương nhờ đế quốc Đỉnh Hán, như vậy chúng ta cũng không cần di chuyển nữa. Đúng lúc này, một thụ nhân đột nhiên nói. Nghe vậy, rất nhiều thụ nhân có chút động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ân Huyên Nhi thầm nghĩ không xong. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Diệp cười lạnh, nói. Nương nhờ đế quốc Đỉnh Hán sao? Như vậy cũng tốt, bởi vì làm như vậy, ta cầm linh của Thanh Mộc kia cũng thấy yên tâm thoải mái. Thụ Tâm biến sắc, thụ nhân bên cạnh nàng lại tức giận nói. Dương Diệp, ngươi nói vậy là có ý gì? U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp, Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Ta đối xử với bằng hữu thường rất nhân từ, nhưng đối xử kẻ địch tại rất tàn nhẫn. Nếu như các ngươi lựa chọn làm kẻ địch của ta, các người có tin, bây giờ ta tại châm lửa đốt sạch tất cả cây cối trên hám thiên sơn hay không? Ngươi dám! Thụ Cẩn cùng thụ nhân xung quanh căm tức nói, tất cả đều chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này! Bên trong vỏ kiếm phía sau Dương Diệp đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, trong lúc Thụ Cẩn còn chưa kịp phản ứng, than kiếm đã chỉ vào chỗ mi tâm của nàng. Thụ Cẩn hoảng hốt, chỉ thấy Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi tính là nhân vật lớn gì chứ? Cũng xứng để hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta sao? Ngươi có tin ta chỉ cần một kiếm giết chết ngươi hay không? Nếu như không tin, vậy cứ việc nói thêm một từ, chỉ cần ngươi nói một chữ, ta lập tức sẽ giết chết ngươi. Ngươi thử xem ta có dám làm vậy hay không? Tất cả thụ nhân ngây người. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp lúc trước vẫn hòa nhã lại đột nhiên trở nên hung ác như vậy. Bọn họ càng không ngờ tới Dương Diệp cũng dám ra tay với thụ nhân tộc ngay trong vương cung thụ nhân.
Lẽ nào hắn không sợ bị thụ nhân tộc bao vây tấn công sao? Thụ Cẩn cũng ngây người. Nàng không ngờ được Dương Diệp này lại dám ra tay, hơn nữa còn lớn lối như vậy. Đây chính là địa bàn của thụ nhân tộc, mà không phải là Nam Vực. Thụ Cẩn bị Dương Diệp uy hiếp ở ngay trước mặt rất nhiều thụ nhân tộc, nàng tức giận tới mức sắc mặt tái mét, nhưng cũng không dám nói thêm một chữ, chỉ có thể căm tức nhìn Dương Diệp, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Diệp vậy. Dương công tử, vẫn mong công tử hãy hạ thủ lưu tình. Lúc này, Thu Tâm khẽ thở dài, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám trực tiếp ta tay ở trong vương cung thụ nhân. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nếu như Dương Diệp ra tay thật, thụ nhân tộc có thể giết chết được hắn sao? Đáp án là cho dù có thể giết được hắn, sợ rằng cường giả tôn cấp của thụ nhân tộc cũng sẽ mất tới 9 phần. Hơn nữa điều kiện trước tiên còn phải là Ân Huyên Nhi không ra tay giúp bất kỳ bên nào. Nói một câu đơn giản, ra tay chính là cục diện hai bên đều bị thương tổn, thậm chí làm không tốt, chính là cục diện cả tộc thụ nhân tộc đều bị tiêu diệt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thụ Tâm, tâm niệm thoáng động, hắn để thanh kiếm đang chỉ vào mi tâm của Thụ Cẩn bay trở về bên trong vỏ kiếm, nói. Thụ Tâm cô nương, chuyện nương nhờ ta là do bản thân thụ nhân tộc các ngươi đưa ra yêu cầu, cũng không phải ta cưỡng ép. Các ngươi phải hiểu rõ ràng về điểm này. Thứ hai, cho dù ta có chút áy náy đối với các ngươi, nhưng áy náy này lại xuất phát từ điều kiện các ngươi là bằng hữu của ta. Nếu như các ngươi lựa chọn làm kẻ địch của ta, như vậy ta chỉ có thể nói, sống chết của mọi người đều do số trời an bày. Thụ Tâm lắc đầu, nói. Dương công tử nói đùa rồi, La Tuấn này cấu kết cùng Hòe Mộc tộc, thiếu chút nữa đã tiêu diệt thanh mộc tộc ta làm sao có thể nương nhờ hắn được. Cho dù nương nhờ hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng bộ tộc thụ nhân ta. Như vậy, chỉ sợ kết cục của thụ nhân tộc ta cũng chỉ có thể hy sinh làm bia đỡ đạn cho hắn. Lúc trước, Dương công tử nói chúng ta di chuyển tới Nam Vực, ta đã suy nghĩ qua. Ta quyết định nghe Dương công tử, ít ngày nữa ta sẽ đưa thụ nhân tộc di chuyển tới Nam Vực. Dương công tử thấy thế nào? Nàng thật sự quyết định rồi sao? Dương Diệp hỏi. Thụ Tâm khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Ta hứa hẹn, chỉ cần thụ nhân tộc không phụ ta, ta quyết không phụ thụ nhân tộc. Một lời đã định. Thụ Tâm nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta từng hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thụ Tâm cô nương, sau khi các ngươi đến Nam Vực thì đi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm Thú Hoàng, hắn sẽ an bài cho các ngươi nơi ở mới. Nếu như, ta nói là nếu như sau này Nam Vực không có cách nào chống đỡ được La Tuấn, ta sẽ cho các ngươi đi tới Yêu Vực. Đương nhiên, ta hy vọng nếu như đến lúc đó còn cần thụ nhân tộc ra sức, các ngươi sẽ không từ chối. Ngươi có thể để cho chúng ta đi tới Yêu Vực sao? Thụ Tâm kinh ngạc nói, Yêu Vực là một nơi rất bài xích người bên ngoài tới, cũng là cực kỳ khinh thường Yêu Vực ở ngoài yêu tộc, bởi vì rất nhiều yêu thú bên ngoài Yêu Vực nương nhờ nhân loại, trở thành vật cưỡi cho nhân loại, hoặc bị nhân loại nô dịch. Cho nên, yêu tộc ở các vực khác căn bản đừng mong có thể tiến vào Yêu Vực. Dương Diệp lại nói có thể làm cho bọn họ bước vào Yêu Vực, điều này đưa làm cho nàng vừa kinh ngạc lại có chút nghi ngờ. Thụ Tâm không biết rồi. Lúc này, Ân Huyên Nhi nói. Hắn cùng với nữ nhi của Yêu Hoàng Yêu Vực là bằng hữu vào sinh ra tử, CVT nhỏ kia rất nghe lời hắn. Hơn nữa, Yêu Hoàng cũng tán thành hắn. Không thấy hắn trắng trợn đối địch với đế quốc đỉnh hắn còn chưa chết sao? Bởi vì Yêu Hoàng tự mình đứng ra cảnh cáo cường giả cảnh giới hoàng giả trên thế giới nhân loại, cường giả cảnh giới hoàng giả của thế lực nào dám ra tay với hắn, Yêu Hoàng lại giết kẻ đó. Thật vậy sao? Thụ Tâm hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Huyên Nhi nói có chút khoa trương, nhưng đã đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cho các người bước vào Yêu Vực cũng không có vấn đề gì. Thụ Tâm tươi cười, nàng biết quyết định của nàng không sai. Mặc dù Dương Diệp là nhân loại, nhưng là một nhân loại đặc biệt, bởi vì hắn cùng quan hệ rất tốt với Yêu Hoàng. La Tuấn cũng là nhân loại, nhưng La Tuấn nhất định phải trở thành kẻ địch của yêu tộc sau này. Cho dù nàng biết Yêu Vực yêu tộc chướng mắt thụ nhân tộc, nhưng nàng cũng không muốn giúp đỡ La Tuấn đối địch với yêu tộc. Nói chung, nương nhờ Dương Diệp sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nương nhờ La Tuấn. Phải biết rằng, không có yêu tộc nào không muốn quay về Yêu Vực, nơi đó mới thật sự là nhà của bọn họ. Khi biết Dương Diệp có thể làm cho bọn họ trở lại Yêu Vực, cũng không còn thụ nhân nào của thụ nhân tộc phản đối chuyện nương nhờ Dương Diệp nữa. Trong vòng một ngày,
Thụ Tâm lập tức thu xếp cho thụ nhân tộc rút lui về Nam Vực. Mới đầu có vài thụ nhân do dự, thậm chí không muốn, tuy nhiên dưới áp chế mạnh mẽ của Thụ Tâm, những thụ nhân nào không nguyện ý rút lui khỏi đây sẽ trực tiếp biến mất. Đợi sau khi Thụ Tâm hoàn toàn nắm giữ thụ nhân tộc, Dương Diệp cùng Ân Huyên Nhi còn muốn cùng đám người Lục Kiếm Giao tiếp tục lên đường. Một ngày sau, trên đường, Dương Diệp nhìn Lục Kiếm Giao vẫn trầm mặc ít nói, hỏi. Thế nào, sao ngày hôm nay nàng luôn im lặng không nói gì vậy, bình thường nàng không có khả năng yên tĩnh như thế. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Dương Diệp và im lặng một lát, sau đó mới nói. Dương Diệp, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã giết chết Khinh Nguyệt hay không? Á, hóa ra nữ nhân này trở nên trầm mặc ít nói là vì chuyện này, Dương Diệp cười gượng lắc đầu, nói. Sao nàng lại nghĩ như vậy? Ta biết, nàng biết thân phận của ngươi, ngươi sợ nàng để lộ thân phận của ngươi, cho nên người sẽ giết nàng, đúng hay không? Lục Kiếm Giao có chút tức giận, cho dù rất kiềm chế, nhưng Dương Diệp vẫn có thể cảm giác được. Ta không có giết nàng, nàng về nhà rồi. Dương Diệp coi đây như là một lời giải thích. Phù! Lục Kiếm Giao nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ta đã biết được, con người ngươi bình thường cho dù có thủ đoạn độc ác, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ thích lạm sát kẻ vô tội, ngươi là một người tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao và lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là thần kinh thô. Dương Diệp là người tốt sao? Phá Tinh cùng Phá Không liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng im lặng không nói gì. Sau khi biết Dương Diệp chỉ dùng một kiếm đã giết chết tôn cấp Thẩm Đằng trong nháy mắt, hai người bọn họ biết rất rõ ràng, bọn họ không thể đắc tội nhân loại trước mắt này được. Nàng tại tin tưởng ta như vậy sao? Dương Diệp kiếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, hờ hững hỏi. Đương nhiên, mặc dù con người người có chút háo sắc, nhưng vẫn không đến mức nói dối gạt người. Lục Kiếm Giao nói giống như chuyện đương nhiên. Trên gương mặt Dương Diệp đen xì. Ha ha! Ân Huyên Nhi ở bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được, phá lên cười. Công chúa, chúng ta đến sa mạc người chết rồi. Đúng lúc này, Kim Sa ở phía sau Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, phóng tầm mắt nhìn ra và nhíu mày. Bão cát. Ở cách đó không xa có cuồng phong gào thét, cát bụi tràn ngập, rất nhiều cát bụi bị cuốn lên trên không trung, che khuất bầu trời. Đây là sa mạc người chết sao? Dương Diệp khẽ hỏi. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói. Nơi này là địa bàn của bộ tộc Độc Hạt và Xích Vĩ Xà, cũng giống như yêu tộc khác, bọn họ cũng vô cùng căm hận nhân loại. Chỉ cần nhân, loại bước vào sa mạc này, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng đều cửu tử nhất sinh. Có lợi hại như vậy sao? Lục Kiếm Giao có chút không tin. Ân Huyên Nhi đưa tay huýt sáo một cái, một hòn đá nhỏ rơi vào trong tay nàng, tiếp theo nàng bấm tay bắn ra. Hòn đá nhỏ rơi vào trong sa mạc phía xa. Khi hòn đá nhỏ vừa chạm vào mặt cát, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, một con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ đột nhiên từ dưới nền sa mạc chui ra, nuốt hòn đá kia vào trong bụng, sau đó lại chui vào trong cát, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lục Kiếm Giao nhìn mà trợn mắt, líu lưỡi nói. Trong cát này có rắn sao? Ân Huyên Nhi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong sa mạc này có rất nhiều xích vĩ xa cùng với độc hạt, chỉ cần nhân loại bước vào sa mạc này, phải nói là bất kỳ vật gì bước vào sa mạc này đều sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Các ngươi thử nghĩ xem, sa mạc này lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu xích vĩ xa cùng độc hạt. Hơn nữa bọn họ ở dưới chân chúng ta, dưới tình huống bất ngờ mà va chạm phải xích vĩ xa cùng độc hạt tôn cấp, ngươi cảm thấy có thể đề phòng được sao? Nghĩ đến rất nhiều độc xà cùng độc hạt từ dưới nền đất xuất hiện công kích mình. Lục Kiếm Giao không nhịn được thấy ra đầu tê dại, nói. Bão cát lớn như vậy, chúng ta chắc chắn là không thể bay được rồi. Nếu không thể bay, vậy chúng ta làm sao đi qua được chứ? Dương Diệp nói. Chắc hẳn Ân cô nương có biện pháp nào đó chứ? Nếu thật sự không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể một đường xông qua. Nghe được Dương Diệp nói vậy, ba người Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không nheo mắt lại. Nhân loại này còn muốn bá đạo hơn cả yêu tộc nữa. Gọi Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, sau đó nói. Có phải chàng đã coi trọng Thụ Tâm hay không, sau đó muốn vứt bỏ ta hay không? Dương Diệp. Này, nàng có biết xấu hổ không?
Dương Diệp cũng nói không phải phu quân của nàng vẫn gọi phu quân, dù gì nàng cũng là nữ nhân, rụt rè một chút không được sao. Lục Kiếm Giao nhìn Ân Huyên Nhi không vừa mắt, đặc biệt là sau khi biết Ân Huyên Nhi là hồ ly tinh trong truyền thuyết. Thế nào, nàng ghen tị à? Ân Huyên Nhi cười liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao. Ta ghen tị gì chứ? Lục Kiếm Giao tức tới mức mặt đỏ bừng. Huyên Nhi cô nương, nếu như cô nương có cách thì nói ngay đi. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể một đường xông qua. Dương Diệp cảm thấy đầu mình như muốn lớn lên gấp đôi, hai nàng này ở cùng một chỗ lúc nào cũng gây gổ với nhau, chưa bao giờ dừng cả. Ân Huyên Nhi mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn Kim Sa, người này hiểu ý, thân hình thoáng động và khôi phục lại bản thể, sau đó thoáng cái đã chui vào trong sa mạc. Kim Sa có chút giao tình với tộc trưởng của bộ tộc Độc Hạt, để hắn tới nói chuyện, sau đó cho chúng ta đi ngang qua nơi này thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Phu quân, thiếp giúp chàng chuyện lớn như vậy, chàng tính báo đáp thiếp thế nào? Nếu không, để cho thiếp sinh cho chàng một tiểu hài tử nhé. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt, thẹn thùng nói. Không biết xấu hổ. Lục Kiếm Giao hừ một câu. Thật sự muốn sinh tiểu hài tử cho ta sao? Dương Diệp không giống như trước nữa, trái lại nhìn thẳng Ân Huyên Nhi, rất nghiêm túc hỏi. Ân Huyên Nhi thoáng ngẩn người ra, hiển nhiên nàng bất ngờ trước phản ứng của Dương Diệp, tuy nhiên nàng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, ngượng ngập nói. Đương nhiên, thiếp có một trái tim cuồng dại với phu quân mà. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Được, nếu như vậy khi nào có thời gian chúng ta lại tạo tiểu hài tử. Suốt ngày lui về phía sau, sẽ chỉ làm hồ ly tinh này được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp xuất kích. Dù sao hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không sinh tiểu hài tử cho hắn. Ân Huyên Nhi. Dương Diệp không để ý tới Ân Huyên Nhi, hai mắt hắn khép hờ, tập trung tâm thần vào trong cơ thể. Nhìn hạt châu màu xanh lục trong hồ huyền khí, khóe miệng Dương Diệp khẽ cười. Không thể không nói, linh của Thanh Mộc cho hắn trợ giúp rất lớn. Bởi vì lúc này, hắn đã là cảnh giới tôn giả. Bây giờ, chỉ cần cường giả cảnh giới hoàng giả không xuất hiện, hắn có lòng tin đối mặt với bất kỳ cường giả cảnh giới tôn giả nào. Hơn nữa, sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả, hắn phát hiện không gian bên trong vòng xoáy nhỏ của hắn đã mở rộng đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Theo hắn suy đoán, ít nhất có thể chứa được một tòa thành nhỏ với nhân khẩu lên tới 10 vạn người, huyền khí màu tím này đã biến thành màu tím sậm. Ngoài việc đó ra, hắn lại có thêm hai kiếm nô, cũng chính là trưởng lão của Đinh Tượng cùng Thiên Ma Tông trước kia. Nói cách khác, lúc này hắn đã có 10 vị kiếm nô. Hơn nữa, đám kiếm nô tiểu hồng cùng hắc nhất ở trong nước xoáy nhỏ có tốc độ tu luyện vô cùng khủng khiếp, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể đạt được cảnh giới tôn giả ngũ phẩm rồi. Nói chung, lần nâng cao này, hắn đã thu được lợi ích rất lớn, cũng rất đúng lúc nữa. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cổ tay của hắn thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay hắn, hắn vừa có suy nghĩ, trong nháy mắt vỏ kiếm cổ đã bắn thuấn không kiếm ra ngoài. Dương Diệp thu vỏ kiếm cổ lại, sau đó nắm thuấn không kiếm. Vào giờ phút này, sau khi hắn nắm giữ lực không gian, hắn mới có thể thật sự nắm giữ thuấn không kiếm này, cũng mới có thể thực sự phát huy ra được uy lực của thuấn không kiếm của nó. Đáng để nói nhất là kiếm vực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Kiếm vực biến hóa làm cho hắn cũng thấy chấn động, không rất chấn động mới đúng. Hắn còn chấn động hơn cả đối với thuấn không kiếm và trảm thiên bạt kiếm thuật. Lúc trước, hắn nói trực tiếp xông qua vương giả sa mạc không phải là lời nói ngông cuồng, mà hắn cảm thấy, vào giờ phút này hắn thật có thể xông qua được. Đương nhiên, làm người cũng nên khiêm tốn một chút mới phải. Đúng lúc này lại thấy Kim Sa trở về. Đi cùng Kim Sa còn có một người trung niên trên đỉnh đầu mọc một cây gai thắng sắc bén có màu vàng. Công chúa, vị này chính là tộc trưởng của bộ tộc Độc Hạt Diệp Hạt Tử. Kim Sa giới thiệu. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói. Diệp tộc trưởng, hẳn ngươi cũng đã biết ý định của chúng ta. Mục đích của chúng ta chẳng qua chỉ là di tích thánh giả, sẽ không dừng lại. Sa mạc người chết này. Diệp Hạt Tử liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Lục Kiếm Giao, sau đó nhíu mày, nói. Ân công chúa, nếu như chỉ có công chúa cùng Kim Sa và hai kẻ phía sau công chúa muốn đi ngang qua sa mạc người chết thì không có vấn đề gì. Chẳng qua về có hai nhân loại kia, ân công chúa. Không phải ta cố ý làm khó dễ công chúa. Chắc công chúa cũng hiểu rõ,
sa mạc người chết không cho phép nhân loại bước vào. Thành thật mà nói, các ngươi dẫn theo hai người bọn họ đi ở trong sa mạc người chết, sẽ rất nguy hiểm. Công chúa cũng biết, sa mạc người chết không phải chỉ có bộ tộc độc hạt ta. Dương Diệp nghe vậy lại lắc đầu. Giờ phút này, hắn rất nhớ vật nhỏ. Nếu có vật nhỏ ở đấy, những vật độc trong sa mạc người chết gì đó sẽ chỉ là rác rưởi. Ai dám ngăn cản vật nhỏ chứ? Dù sao hắn chưa từng thấy yêu tộc nào dám ngang ngược ở trước mặt vật nhỏ cả. Ân Huyên Nhi mỉm cười, nói. Không sao, chỉ cần bộ tộc độc hạt không ra tay với chúng ta là được. Về phần những chuyện khác, cứ giao cho chúng ta tự mình giải quyết. Diệp Hạt Tử nói. Nếu như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa. Ân công chúa, mời các ngươi cứ tự nhiên. Đúng rồi, ta nhắc nhở trước, ở trong sa mạc người chết này, các ngươi ngoại trừ phải cẩn thận những xích vĩ xà điên cuồng kia, vẫn phải cẩn thận bão cát trong sa mạc. Nếu không cẩn thận bị bão cát cuốn vào, cho dù các ngươi là cường giả cảnh giới tôn giả cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ thôi. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ân Huyên Nhi gật đầu nói. Diệp Hạt Tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người rời đi. Diệp Hạt Tử đi rồi, mọi người chờ một lát, tới khi trận bão cát phía xa tan đi, lúc này bọn họ mới bước vào sa mạc. Qua sa mạc người chết này là đã đến vùng đất man hoang, đến lúc đó sẽ phải trực tiếp đối mặt với La Tuấn rồi. Ngươi có nắm chắc không? Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp suy nghĩ một lát, đàng hoàng nói. Nếu như là một đấu một, ta nắm chắc có thể đánh được. Nhưng nếu như bị bao vây tấn công, có lẽ ta không nắm chắc lắm. La Tuấn sẽ không một đấu một với ngươi đâu. Ân Huyên Nhi cười nói. Bên cạnh hắn có nhiều cường giả như vậy, hắn sẽ không đích thân xông vào nguy hiểm. Tuy nhiên cũng không sao cả. Cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, nhưng chúng ta cũng không ít. Sau khi bước vào di tích thánh giả, chỉ cần chúng ta liên thủ, hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Chẳng qua chúng ta phải cẩn thận đề phòng một người. Ai vậy? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh. Trên mặt Ân Huyên Nhi có vẻ nghiêm trọng, nói. An gia nàng đã nương nhờ La Tuấn, nếu như nàng giúp đỡ La Tuấn, vậy tình cảnh của chúng ta sẽ không ổn. Người từng giao đấu qua với nàng, chắc hẳn biết rất rõ ràng về thực lực của nàng chứ. An Nam Tĩnh sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày. Hắn tất nhiên hiểu rõ An Nam Tĩnh cường đại thế nào. Lúc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chắc hẳn đã đạt được cảnh giới tôn giả. Nếu như nàng thật sự giúp đỡ La Tuấn, vậy mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Bởi vì có nàng tuyệt đối có thể kiềm chế mình, hai người mình cũng chỉ có thể kiềm chế nàng. Nếu không, bất kỳ ai trong đám người Ân Huyên Nhi chống lại nàng, người đó đều phải chết. Dương Diệp im lặng một lát, nói. Ngoại trừ huyền giả thế giới nhân loại chúng ta ra, yêu tộc các ngươi cũng có thể đi tới di tích thánh giả sao? Đương nhiên có thể. Ân Huyên Nhi, nói. Phải biết rằng, vào giờ phút này, thực lực của nhân tộc các ngươi còn không mạnh mẽ đến mức chiếm được di tích thánh giả, nếu không, các ngươi cũng sẽ không ký giao ước gì đó với yêu hoàng còn có ma tộc kia. Lần này đi tới di tích thánh giả, nhân loại các ngươi là một bên, yêu tộc là một bên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên phía ma tộc khẳng định cũng sẽ có người tới, chẳng qua không biết có phải là Ma Kha hay không. Ngươi nói xem, nếu như La Tuấn chết, mọi chuyện sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Ân Huyên Nhi nheo mắt, nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nếu như hắn chết, như vậy Trung Vực nhất định sẽ đại loạn, bởi vì những thế lực liên minh cùng đế quốc đỉnh hàn nhất định sẽ phản bội lại giao ước. Sở dĩ những thế lực này nương nhờ đế quốc đỉnh hán, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì La Tuấn là nhân hoàng, là người phát ngôn của thiên địa, nhưng người phát ngôn thiên địa này lại chết đi, chẳng phải có nghĩa là thiên địa này đã bỏ qua đế quốc đỉnh hán sao? Khi đó, ai dám kiên minh cùng đế quốc đỉnh hán nữa? Dương Diệp nghe vậy, chợt nắm thật chặt thuấn không kiếm trong tay. Ngươi muốn giết La Tuấn sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Chẳng lẽ không thể giết à? Dương Diệp nói. Hắn là người, cũng không phải là thần. Rất khó có thể làm được điều đó. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, hơn nữa lấy tình hình đế quốc đỉnh hán bây giờ, khẳng định hắn có rất nhiều đạo khí phòng thân, hoặc phương pháp gì đó để bảo vệ hắn. Trừ phi là cảnh giới hoàng giả, không, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể giết được hắn. Dương Diệp đang muốn nói gì, đột nhiên mấy người ngừng lại,
bởi vì cát xung quanh bọn họ bắt đầu chuyển động. Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên, mặt đất ngoài xa đột nhiên lộ ra một con rắn lớn màu đỏ. Con rắn lớn ngửa đầu rít lên đầy giận dữ, lập tức há cái miệng lớn như thùng nước tắm và nhào về phía đám người Dương Diệp. Xích Phí Xà Tôn cấp sao? Ân Huyên Nhi lập tức nhíu mày, Kim Sa ở sau lưng nàng hiểu ý, thân hình thoáng động và lao lên trên không trung, khôi phục ra bản thể, sau đó lao mạnh về phía Xích Phí Xà. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung, Xích Phí Xà không địch lại Kim Sa, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đúng lúc này, cát dưới chân đám người Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhìn thứ di chuyển trong cát, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý tầng 9 lao ra khỏi trong cơ thể hắn, sau đó về phía xuyên vào trong cát. Chỉ qua hai hơi thở, trong cát trong đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh sợ, tiếp theo, từng tia máu đỏ tươi tràn ra khỏi mặt cát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hai người Phá Tinh cùng Phá Không lộ vẻ kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới kiếm ý của Dương Diệp lại có thể khủng khiếp như vậy. Không chỉ có hai người bọn họ, cho dù Ân Huyên Nhi cũng phải chấn động. Ầm, mặt cát phía xa đột nhiên nổ mạnh, tiếp theo, một con rắn lớn dài tới gần trăm trượng, tơ mười mấy trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Mà bên cạnh nó lại có vô số Xích Phí Xà, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng thật thấy khủng khiếp. Sau khi con rắn lớn xuất hiện, cái đuôi rắn khổng lồ chợt đập về phía Kim Sa. Kim Sa thấy vậy thì kinh ngạc, hắn không dám khinh thường vội mở cái miệng cực lớn và cắn về phía đuôi của con rắn lớn. Vừa mới tiếp xúc, đồng tử của Kim Sa đã co lại kịch liệt, mấy cái răng trong miệng hắn lại trực tiếp bay ra khỏi miệng cá mập, hắn cũng bị cái đuôi này quét bay đến hơn 30 trượng. Sám người Ân Huyên Nhi đều biến sắc. Con rắn lớn nhìn về phía đám người Dương Diệp, tức giận nói. Nhân loại, ngươi lại dám giết Xích Phí Xà tộc ta sẽ nuốt sống ngươi. Dương Diệp nắm thật chặt Thuấn Không kiếm trong tay. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Nói vậy, các hạ chính là Xích Luyện tộc trưởng của Xích Phí Xà tộc sao? Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ của Cửu Vĩ Hồ tộc, chúng ta tới sa mạc người chết cũng không phải là nhằm vào Xích Phí Xà tộc, chẳng qua muốn mượn đường đi qua vùng đất của quý bảo thôi. Vẫn mong Xích tộc trưởng thu xếp một chút. Cửu Vĩ Hồ tộc. Ánh mắt Xích Luyện nhìn về phía Ân Huyên Nhi, quan sát Ân Huyên Nhi, sau đó trong mắt lộ ra một tia dâm tục, nói. Không hổ danh là Cửu Vĩ Hồ tộc lại xinh đẹp như thế, ha ha, nếu đã tới thì đừng đi nữa. Bộ tộc Xích Vĩ Xà ta đang cần một vương hậu, chính là nàng đấy. Ngươi muốn chết à? Phá Tinh cùng Phá Không đều giận dữ, bọn họ đang muốn ra tay, Ân Huyên Nhi lại khoát tay áo, ngăn cản hai người, sau đó nói. Muốn ta làm vương hậu Xích Phí Xà tộc của ngươi sao? Thật đúng là nực cười, ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi là dạng người thế nào, cũng xứng làm cho ta làm vương hậu của ngươi à? Ban đầu, ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta lại tiêu diệt Xích Phí Xà tộc của ngươi. Tiêu diệt Xích Phí Xà tộc của ta sao? Ha ha, chỉ dựa vào nàng thôi à? Xích Luyện khinh thường nói. Cho dù chúng ta đều là tôn cấp, nhưng nàng có tin hay không? Chỉ cần ba chiêu là đủ để cho ta có thể giết chết nàng rồi. Ân Huyên Nhi không để ý tới Xích Luyện, mà đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng nhéo mạnh vào thắt lưng của Dương Diệp, cáu giận nói. Ma quỷ, nữ nhân của chàng bị người ta đùa giỡn ngay trước mặt mà chàng vẫn thờ ơ như vậy, chàng đúng là không có lương tâm, sau này chàng đừng mơ lên giường của ta nhé. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Bất kể như thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ lên giường của nàng. Không phải sao? Vậy thì không chắc đâu, nếu như chàng biểu hiện tốt, ta có thể suy nghĩ lại. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt nói. Thế nào mới tính là biểu hiện tốt? Dương Diệp hỏi, ví dụ như giết con rắn lớn này. Ân Huyên Nhi cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hóa ra đơn giản như vậy, xem ra là ta buôn bán có lời rồi. A, à, Xích Luyện ngửa đầu lên, tức giận rít gào, nói. Nhân loại, gian phu dâm phụ, ta phải xé xác các ngươi ra. Dương Diệp nắm lấy Thuần Không kiếm và chậm rãi đi về phía Xích Luyện. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Xích Luyện xem thường cười, nói. Nhân loại, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn phá được phòng ngự của ta sao? Tới đây, ta cho người chém trước mấy kiếm, để cho người biết mình yếu tới mức nào. Ôi, đúng là kẻ đần độn mà. Ân Huyên Nhi ở bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu. Nàng xem như là thấy được thế nào gọi ta tự tìm đường chết rồi.
Dương Diệp với kiếm ý tầng 9, lại thêm đạo khí trong tay, đừng nói xích luyện chẳng qua là rắn, cho dù nó à một con rồng, chỉ cần nó không đạt được tôn cấp, Dương Diệp lại tuyệt đối có thể phá được phòng ngự của nó. Mà nó còn không phải là rồng đâu, chẳng qua chỉ là một con rắn mà thôi. Dương Diệp có phần sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn nói để cho hắn chém trước mấy kiếm, đây đúng là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Chân phải chợt đạp một cái, Dương Diệp bắn người lên, đi tới trước mặt đầu rắn của Xích Luyện. Trong con mắt rắn cực lớn của Xích Luyện đầy vẻ khinh thường, vì thể hiện mình mạnh mẽ, nó còn cố ý lắc lư cái đầu rắn ở trước mặt Dương Diệp, dường như muốn nói, ngươi tới đây mà chém đi. Xích Luyện vừa làm như thế, Dương Diệp ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm thấy mình làm vậy thật sự là bắt nạt đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà không ra tay. Cổ tay hắn nhất thời chuyển động, hàn quang kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cầm hàn quang kiếm trong tay, thân hình của Dương Diệp lóe lên, bổ xuống đầu của Xích Luyện, thanh kiếm đập ở trên lớp da rắn của Xích Luyện, gần như không có bất kỳ ngăn cản nào đã đâm lút một kiếm. Khi bị kiếm của Dương Diệp chạm tới da rắn, hai mắt của Xích Luyện lại trợn tròn, nó biết mình đã khinh địch rồi. Nó muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại trước mắt này dùng kiếm rạch một đường dài to bằng thắt lưng của Dương Diệp. Nó không chết, vết thương này so với thân thể khổng lồ của nó thì có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể, nhưng lực chiến đấu của nó đã giảm ít nhất 7 phần. Nhìn nhân loại trước mắt cái này có thể dễ dàng phá vỡ được phòng ngự của hắn, trong mắt Xích Luyện lộ ra sự kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Xích Luyện, nói. Ngươi nói để cho ta chém mấy kiếm, bây giờ vừa mới một kiếm. Ta muốn chém kiếm thứ hai. Đúng rồi, ngươi có biểu tình gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi ý sao? Xích Luyện tức tới mức mắt trợn tròn, để cho hắn chém mấy kiếm sao? Vậy mình không phải chịu chết à? Không cần khi dễ rắn như vậy chứ? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào bụng của Xích Luyện, nói. Nghe nói mật rắn là vật rất bổ, cũng không biết là thật hay giả nhỉ? Giết, giết hắn cho ta. Xích Luyện điên cuồng kêu gào. Nghe được mệnh lệnh của Xích Luyện, đàn xích vĩ xà sau lưng nó lập tức lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng và cầm kiếm vung lên, kiếm khí nhỏ giống như sợi tóc hóa thành một đường ánh sáng màu bạc rơi vào đàn xích vĩ xà này. Ngay lập tức, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ sau hai hơi thở, giữa sân xuất hiện thêm gần nghìn thi thể xích vĩ xà, đàn xích vĩ xà còn lại sợ hãi nhìn Dương Diệp, nhưng không dám tiến lên nữa. Nhìn Dương Diệp cầm trường kiếm trong tay, trong mắt Ân Huyên Nhi lộ ra ánh sáng khác thường. Không hề nghi ngờ, ở đại lục người mạnh là vua này, cường giả dù sao cũng có thể thu hút người khác. Ánh mắt Dương Diệp nhìn tới trên người của Xích Luyện, nói. Ngươi có biết vì sao đến giờ mà ta vẫn chưa giết chết ngươi hay không? Vì, Xích Vĩ Xà theo bản năng muốn nói, nhưng nó đột nhiên phát hiện, nếu nói như vậy thì quá thật mất mặt. Cho nên, nó lập tức im lặng. Chẳng qua nó nhìn Dương Diệp, trong mắt cũng không cương quyết như lúc trước nữa. D. Dương Diệp tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại tới chĩa mũi nhọn vào chúng ta như vậy? Xích Luyện cùng những xích vĩ xà xuất hiện ở đây, rõ càng đã có sự chuẩn bị trước. Nói cách khác, nếu như đối phương không bị người lợi dụng, thì cũng bị người sai khiến, hắn muốn biết rõ ràng về vấn đề này. Ta nói ra thì ngươi hãy bỏ qua cho ta sao? Xích Luyện hỏi. Một đường ánh sáng lạnh lóe lên, Xích Luyện đau đớn kêu lên, ở trên người nó lại có thêm một vết máu. Ngươi không có khả năng được cò kè mặc cả. Dương Diệp nói. Trong mắt Xích Luyện lóe lên chút hung ác, hắn vừa định tỏ ra cứng rắn, lại nhìn thấy thanh kiếm trong tay Dương Diệp khẽ động, Xích Luyện lập tức ngây người. Hắn biết nhân loại trước mắt này chẳng qua chỉ tò mò mới đưa ra vấn đề, mà không phải là không biết. Nếu như nó còn kiên cường. Nhân loại này tuyệt đối sẽ hoàn toàn không do dự mà chém giết. Không do dự bao lâu, Xích Luyện lại có quyết định, nói. Là Diệp Hạt Tử của bộ tộc Độc Hạt, hắn nói với ta có một nhóm nhân loại bước vào sa mạc người chết, hơn nữa trong đó còn có hai mỹ nữ tuyệt sắc. Hắn nói sở dĩ hắn không động thủ, là bởi vì các ngươi có bốn gã cường giả tôn cấp, thực lực rất mạnh, sau đó lại nhường các ngươi cho ta. Lúc này trong lòng Xích Luyện đã thầm mắng 18 đời tổ tiên của Diệp Hạt Tử rồi. Hắn có ngốc nữa cũng biết, đối phương đang lợi dụng mình. Bộ tộc Độc Hạt cũng nương nhờ La Tuấn sao? Dương Diệp cau mày nói.
không ngờ La Tuấn lại duỗi tay dài như vậy. Cũng không chắc là hắn đã nương nhờ La Tuấn. Ân Huyên Nhi nói, cho dù La Tuấn có thế lực cực lớn, nhưng tại không có lực ảnh hưởng gì ở trong sa mạc người chết này. Bởi vì bọn họ không phải từ bên ngoài tới, mà nấp ở dưới lớp cát trong sa mạc, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Hơn nữa sa mạc người chết nhiều năm tồn tại bão cát, cho nên theo ta đoán, bộ tộc độc hạt chắc hẳn không phải nương nhờ La Tuấn, sở dĩ Diệp Hạt Tử làm như thế, chẳng qua ta muốn lợi dụng chúng ta cùng bộ tộc xích vĩ xà kiều mạng với nhau, khiến cả hai đều bị tổn thương nặng nề, sau đó hắn sẽ tạm ngư ông đi ra hưởng lợi. Không sao đâu. Dương Diệp nhìn về phía Xích Luyện, nói. Diệp Hạt Tử ở đâu? Ngươi muốn đi gây phiền phức cho hắn sao? Xích Luyện vui mừng, nói. Đi, ta dẫn các ngươi đi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía xa, nói. Không cần nữa. Hắn nói xong câu này, người đã biến mất khỏi mặt đất, vào thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở cách đó hơn 50 trượng, một đường kiếm quang hiện lên, một tiếng hét thảm vang vọng ở ngoài xa. Ầm, một bóng đen lao vọt ra khỏi mặt cát của sa mạc, bóng đen này chính là này Diệp Hạt Tử, ở trên cánh tay hắn có một cỗ kiếm còn đang chảy máu. Ngươi làm sao phát hiện ra được ta? Diệp Hạt Tử kinh ngạc nói. Dương Diệp cũng không ngốc đến mức sẽ nói cho hắn biết, cổ tay hắn. Thoáng động, một đường kiếm quang tại xẹt qua, Diệp Hạt Tử cảm thấy rất kinh ngạc, thân hình nhảy lên nhưng vẫn quá muộn, ở trước ngực hắn tại có thêm một vết máu. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn vung kiếm yên, Diệp Hạt Tử vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói. Ta đầu hàng. Nhưng Dương Diệp không hề ngừng tay, một đường kiếm quang xuyên qua cổ của Diệp Hạt Tử, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống. Ngươi vẫn quyết đoán như thế, tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, một giọng nữ tử quen thuộc vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Là nàng. Nhìn thấy nữ tử này, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao đều vô cùng kinh ngạc. An Nam Tĩnh. Người tới chính là An Nam Tĩnh, ở trong tay nàng là Liệt Thiên. Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao giống như gặp phải kẻ địch lớn. Thế hệ trẻ hiện nay có ba người rất khủng khiếp, một là Kiếm Hoàng Dương Diệp, còn có một người nữa là Nhân Hoàng La Tuấn, một người còn lại là Vũ Thần An Nam Tĩnh. Nhân Hoàng La Tuấn khủng khiếp, bởi vì thế lực cùng với năng lực kêu gọi của hắn, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh khủng khiếp lại bởi vì thực lực cá nhân của bọn họ. Có thể nói như vậy, cảnh giới hoàng giả không xuất hiện thì không có bất kỳ cường giả cảnh giới tôn giả nào có thể làm gì được bọn họ. Lại có một mỹ nhân nữa tới rồi. Xích Luyện nhìn thấy được An Nam Tĩnh thì tinh trùng lên não, ánh mắt không kiêng nể gì quan sát trên người của An Nam Tĩnh. Nghe được Xích Luyện nói vậy, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao nhìn về phía Xích Luyện, trong mắt đầy thương hại. Ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn về phía Xích Luyện, nói. Ngươi muốn chết rồi sao? Xích Luyện nghe vậy thì lập tức nổi giận nói. Tiểu nương tử, nàng có biết nàng đang nói chuyện với ai không hả? Nếu không phải ta nể mặt nàng quen biết với vị tiểu ca này, nàng có tin ta ăn nàng hay không? Ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không quen với hắn, nàng xin cứ tự nhiên. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, trong phút chốc, Liệt Thiên trong tay nàng bay ra khỏi tay, mang theo một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Xích Luyện. Nhìn thấy An Nam Tĩnh ra tay, Xích Luyện khẽ cười. Nó cố ý chọc giận nhân loại trước mắt này, đương nhiên không chỉ đơn thuần vì coi trọng đối phương. Nữ nhân trước mắt này rõ ràng có quen biết với yêu nghiệt cầm kiếm. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, nó có thể uy hiếp kẻ cầm kiếm, sau đó chạy trốn. Đây là suy nghĩ của hắn. Xích Luyện không hề né tránh, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Nó thấy, trên đời này có một nhân loại yêu nghiệt giống như người cầm kiếm này cũng đã là cực hạn rồi. Cho dù nữ nhân trước mắt này cũng là cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng nó không tin đối phương có thể phá được phòng ngự của nó giống như nhân loại cầm kiếm kia được. Lúc này, nó dường như đã tưởng tượng được, sau một thương này, nữ nhân trước mắt này sẽ ra tay, tốt nhất là cứ tới gần hắn mà ra tay. Người cầm kiếm quá biến thái, hắn không dám tùy tiện ra tay. Nhìn thấy Xích Luyện không tránh không né, Dương Diệp lắc đầu. Hắn chưa từng gặp qua kẻ nào muốn chết như vậy. Đừng nói là phòng ngự thân thể của Xích Luyện, cho dù là phòng ngự thân thể của hắn lại thêm nhân hoàng giáp cũng không dám đứng vậy đỡ một đòn Liệt Thiên của An Nam Tĩnh đâu. Mũi thương của Liệt Thiên thương đâm vào trên da rắn của Xích Luyện.
Đôi mắt của Xích Luyện vốn đang khinh thường lại lập tức lồi ra, bên trong lộ rõ sự kinh hãi cùng khiếp sợ. Không! Xích Luyện phát ra một tiếng kêu không cam lòng. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Kim Sa, da rắn của Xích Luyện, không, phải nói là toàn bộ thân thể của Xích Luyện trực tiếp rách toạc ra, trong thời gian không đến hai hơi thở, thân thể cao lớn của Xích Luyện đã trực tiếp vỡ ra thành vô số mảnh. Rất nhiều máu tươi cùng nội tạng bắn ra đầy đất, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có phá không nhìn thấy, mí mắt giật mạnh. Không hổ danh là Vũ Thần. Ân Huyền Nhi khẽ nói một câu mà trong lòng đầy chấn động. Vũ Thần. Nghe được hai chữ này, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có phá không đều biến sắc, kinh hãi nhìn An Nam Tĩnh. Bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua về Vũ Thần, chẳng qua trước đây bọn họ có chút xem thường, dù sao yêu nghiệt trong nhân loại thì có thể yêu nghiệt tới trình độ nào chứ. Nhưng bây giờ, bất kể là Phá Tinh hay phá không, thậm chí là Kim Sa người có thực lực mạnh nhất trong ba người cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được một thương lúc trước. Ba người nhìn An Nam Tĩnh, rồi lại nhìn Dương Diệp. Kiếm Hoàng, Vũ Thần, ai mạnh mẽ hơn nhỉ? Nàng lại mạnh mẽ hơn rồi. Dương Diệp nói. Ngươi cũng vậy. An Nam Tĩnh nói. Nàng tới giúp La Tuấn giết ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng An Nam Tĩnh, hỏi. Hắn không tư cách ra lệnh cho ta, không ai có tư cách ra lệnh cho ta cả. An Nam Tĩnh nói. Đời người đều người ưa ta gạt, ta không muốn tham dự. An gia nương nhờ La Tuấn, không có nghĩa là ta nương nhờ La Tuấn. Dương Diệp, với thực lực cùng thiên phú của ngươi, ngươi là kẻ duy nhất có thể khiến cho ta phải chú ý. Ta cũng không muốn ngươi dính dáng quá nhiều vào những chuyện vớ vẩn này. Dương Diệp lắc đầu, nói. An Nam Tĩnh, võ đạo của nàng không giống với kiếm đạo của ta, thứ chúng ta quan tâm cũng không giống nhau. Cho nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, chẳng qua chỉ để bảo vệ thứ ta quan tâm, mà không phải trở nên mạnh mẽ đến mạnh mẽ hơn. Những chuyện vặt vãnh trong mắt nàng lại là chuyện cần phải tàm trong mắt của ta, bởi vì việc này liên quan đến mạng sống của người mà ta quan tâm. An Nam Tĩnh im lặng. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, gặp nàng, thấy nàng không phải giúp La Tuấn đối phó với ta, ta cũng rất vui mừng. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn là địch của nàng, bởi vì dù sao chúng ta cũng tính là bằng hữu. Lần này ta tới là hy vọng ngươi đừng đi về phía trước nữa. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Vì sao? Vẻ tươi cười trên mặt Dương Diệp dần dần biến mất. An Nam Tĩnh nói. Đế quốc đỉnh Hán đã vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Cho dù bây giờ ngươi khó có thể tìm được địch thủ trong các cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng điều này cũng không đại biểu đế quốc đỉnh Hán lại không có cách nào bắt được ngươi. La Tuấn nhất định phải lấy được Càn Khôn Đồ, hắn sẽ không cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào đâu. Có lẽ, lúc này hắn đang chờ ngươi đi vùng đất man hoang. Hắn muốn giết chết ta, thật ra ta cũng muốn giết hắn. Dương Diệp nói. Ta rất hiếu kỳ, nếu nàng đã không có hứng thú với những thứ này, vậy vì sao lại muốn tới đất man hoang? Mặc dù ở di tích thánh giả có truyền thừa của cường giả cảnh giới thánh giả, nhưng ta nghĩ nó hẳn sẽ không khiến cho nàng để ý mới phải chứ. Ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi. An Nam Tĩnh nói. Không nên xem thường La Tuấn. Hắn tu luyện chính là số mệnh vương đạo, cái này rất kỳ lạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, La Tuấn có thể trở thành nhân hoàng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là người ngu ngốc. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, một đường ánh sáng màu vàng đâm thẳng vào Dương Diệp. Đám người Ân Huyên Nhi biến sắc, các nàng không nghĩ tới An Nam Tĩnh lại có thể lại đột nhiên ra tay, An Nam Tĩnh có tốc độ quá nhanh, một khắc trước ra tay, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Các nàng căn bản không thể can thiệp vào được. Đầu thương liệt thiên thương lấy sét đánh thế đâm thẳng tới trước ngực của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, mũi thương trực tiếp xuyên thủng ngực của Dương Diệp, nhưng đó chỉ là một tàn ảnh. Trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên sự kinh ngạc, ngay lập tức trường thương chuyển động, đâm ngược lại. Keng một tiếng, sau lưng An Nam Tĩnh, đầu thương của nàng đã va chạm vào mũi kiếm trong tay Dương Diệp. Keng! Không gian chấn động mãnh liệt một lúc lâu. An Nam Tĩnh thu thương, xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Thì ra là thế, ban đầu ta nghĩ rằng ngươi còn ở cảnh giới linh giả, không nghĩ tới ngươi lại có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nếu như ta vẫn là cảnh giới linh giả, nàng sẽ làm như thế nào? Dương Diệp hỏi. Sẽ đuổi ngươi về Nam Vực. An Nam Tĩnh nói. Tuy nhiên, lúc này không cần phải làm vậy nữa.
Bởi vì không có chênh lệch cảnh giới, ta không có năng lực đưa ngươi trở lại. Dương Diệp cười gượng, hắn không nghĩ tới An Nam tính tới nơi chi đây chỉ vì ý định đó. Thật may, hắn đã đạt được cảnh giới tôn giả, nếu không, sợ rằng Hắc thật sự sẽ bị nàng đuổi về Nam vực. Hắn cũng không chắc có thể vượt cấp chiến thắng được An Nam tính. An Nam tính liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi cùng đám người Lục Kiếm Giao, sau đó nói. Các ngươi quá yếu. Sau khi nàng nói xong, lại xoay người rời đi. Lục Kiếm Giao tức giận tới mức mũi cũng muốn lệch rồi, sao có kẻ biết cách làm người khác tổn thương như thế chứ? Sắc mặt Ân Huyên Nhi cũng có chút khó coi. Đây là lần đầu nàng trực tiếp bị người ta nói như vậy, quan trọng nhất là nàng vẫn không có cách nào phản bác được. Chúng ta tách nhau ra đi. Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi, nữ nhân này sẽ không thật sự bị An Nam Tĩnh nói tới mức tự ti chứ? Ân Huyên Nhi nói. Nếu như chúng ta đi theo ngươi, nhất định sẽ bị La Tuấn này nhằm vào, lấy thực lực của chúng ta mà bị hắn nhằm vào, sợ rằng tình cảnh sẽ rất không ổn. Nếu như chúng ta tách nhau ra, vậy hắn cũng chỉ nhằm vào ngươi, ánh mắt hắn đều tập trung ở trên người ngươi, chúng ta mới có thể làm được nhiều chuyện hơn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, nói. Cũng tốt, nếu như hắn chỉ nhằm vào một mình ta, ta làm việc cũng có thể tùy tâm tùy ý. Nhưng bản thân các ngươi phải cẩn thận chút, lấy thực lực của các ngươi, tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề đâu. Nhưng hắn không quên, trên người Ân Huyên Nhi còn có 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng. Dương Diệp nhìn về phía Lục Kiếm Giao, lại nói. Nàng đừng chạy loạn một mình, lấy thực lực của người ở trong di tích thánh giả sẽ bị người ta lập tức xem là con dê béo. Nàng phải cố gắng đi theo Huyên Nhi cô nương, đừng có tự làm theo ý mình. Nếu như nàng không đáp ứng, bây giờ ta tại đánh cho nàng ngất xỉu, sai người đưa nàng trở về Nam vực. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi, nàng không tình nguyện đi theo nữ nhân này, nhưng lại không dám chống lại Dương Diệp, nàng biết, người trước mắt này tuyệt đối sẽ nói được thì tạm được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khẽ gật đầu. Thấy Lục Kiếm Giao gật đầu, Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói. Huyên Nhi cô nương, lại phải làm phiền nàng để ý nàng ấy giúp vậy. Đã chuẩn bị chia tay, Ân Huyên Nhi cũng không có tâm tình để nói đùa nữa, nàng lập tức khẽ gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng ấy chết ở trong di tích thánh giả đâu. Nghe nàng nói như thế, Lục Kiếm Giao tức giận vô cùng, nhìn Ân Huyên Nhi đầy vẻ căm ghét. Dương Diệp lắc đầu, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Thật ra, hắn rất quan tâm đến nàng. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp biến mất, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Thế nào, nàng ghen tị rồi sao? Lục Kiếm Giao cũng chọc tức Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi khẽ cười, nói. Nàng quả nhiên chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài, khó trách trước khi đi hắn còn muốn bảo ta chăm sóc cho nàng. Nàng nói vậy là có ý gì? Lục Kiếm Giao hận nhất là người khác nói nàng quá được nuông chiều. Ân Huyên Nhi lắc đầu, không để ý tới Lục Kiếm Giao nữa. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa, nơi đó là vùng đất man hoang, cũng là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Nàng biết rất rõ ràng, chờ đợi Dương Diệp ở nơi đó là gì. Ngoài mặt, bên cạnh La Tuấn có 15 cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng bên trong thì sao? Nàng không tin La Tuấn chỉ dẫn có chút cường giả như vậy. Ân Huyên Nhi im lặng một lát, nói. Đi thôi. Dương Diệp mới vừa đi ra khỏi sa mạc người chết. Ba gã cường giả cảnh giới tôn giả đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Thật không hổ danh là kiếm hoàng, chẳng qua chỉ mới cảnh giới linh giả lại dám xông qua sa mạc người chết, đồng thời không ngờ ngươi còn có thể thành công xông qua được. À đúng rồi, chúng ta quên giới thiệu, ba huynh đệ chúng ta là huyền giả trung vực, được gọi là tam kiệt trung vực. Hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, là vì nghe nói cái đầu của ngươi rất đáng giá. Ba huynh đệ chúng ta lại vừa vặn thiếu tiền. Nếu không, mong ngươi thương xót, cho chúng ta mượn cái đầu của ngươi dùng tạm nhé. Một nam tử trung niên dẫn đầu cười hì hì nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nói. Ngươi tính là gì chứ? Nam tử trung niên lộ ra biểu tình dữ tợn lên, nói. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Một đường kiếm khí hiện lên. Suy, đầu của nam tử vừa nói chuyện lúc trước đã trực tiếp bay ra ngoài khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì. Máu tươi phun ra giống như suối. Ngươi! Hai người còn lại kinh hãi nhìn Dương Diệp, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, một đám người từ phía sau hai người đi tới.
Hai mắt Dương Diệp híp lại, bởi vì hắn biết rõ mấy kẻ dẫn đầu đám người kia. Đó chính là La Tuấn và An Bích Như. Dương Diệp, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại đi tới đất man hoang nhanh như vậy, cũng trùng hợp thật, không ngờ vào lúc di tích thánh. Giả sắp mở ra, ta càng không ngờ tới, ngươi cũng dám công khai xuất hiện ở nơi này như thế, không hổ danh là kiếm hoàng, à không đúng, chắc là kiếm ma. Trong khi La Tuấn nói chuyện, trên mặt hắn tươi cười giống như gặp lại bằng hữu cũ vậy. Đây là kiếm ma Dương Diệp sao? Cha cha, không ngờ lại là người trẻ tuổi như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được, hắn lại có thể giết chết cường giả cảnh giới tôn giả. Ở bên cạnh có tán tu thán phục nói. Ánh mắt của ngươi thật sắc bén, người này có kiếm đạo tuyệt đối đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý ở trên người hắn. Ôi, không ngờ nhân vật như vậy lại là từ trong Nam vực đi ra. Không quan tâm hắn ở đâu đi ra, ta chỉ biết, có hắn ở đây, di tích thánh giả cuối cùng không còn do một mình nhân hoàng La Tuấn độc quyền nữa. Cho dù nhân hoàng bây giờ không nói gì, nhưng các ngươi không cảm giác được sao. Hắn đã xem mình thành chủ nhân ở nơi đây. Hừ, chờ tới khi tiến di tích thánh giả, chỉ sợ hắn sẽ lộ ra bộ mặt chân chính mà thôi. Quả thật đúng vậy. Một nhà độc quyền sẽ không có lợi gì cho đám tán tu chúng ta cả. Thôi đi, chúng ta cứ chờ xem sao. Cũng không biết Dương Diệp này có thể cùng chống lại được La Tuấn hay không. Phải biết rằng, bên cạnh La Tuấn lại có tới 15 vị cường giả cảnh giới tôn giả đấy. Nếu như hắn đã dám đến, chắc chắn phải có chút tài năng, hoặc có viện trợ. Chúng ta cứ chờ xem sao. Dương Diệp cầm Thuấn Không kiếm trong tay chỉ trích về phía mặt đất, nói. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì cả, người bảo thủ hạ của ngươi xông tới từng người một, hay là cả đám cùng xông lên. Ta đề nghị ngươi nên bảo tất cả bọn họ cùng lên đi. Điên cuồng, kiêu ngạo. Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người ở đây về Dương Diệp. Chỉ có rất ít người lộ ra vẻ tán thưởng. Mặc dù Dương Diệp làm vậy có phần điên cuồng và kiêu ngạo, nhưng nhìn từ một góc độ khác lại thấy được, Dương Diệp cũng không phải là loại người hữu dũng vô mưu. Bởi vì tốt xấu gì La Tuấn cũng là nhân hoàng, Dương Diệp ở trước mặt tất cả mọi người khiêu khích như vậy, hắn làm sao có thể sai cả đám người xông lên giết Dương Diệp được. Nếu như hắn làm như vậy, lại không phải đã gián tiếp đại biểu cho nhân hoàng không bằng kiếm hoàng sao? Đồng thời, ở trong thế giới chỉ lấy võ làm đầu này, nếu La Tuấn quả thật sai người làm như vậy, rất nhiều người có mặt ở đây sẽ khinh thường hắn. Chủ nhân, ngài hãy để cho ta gặp gỡ một chút với kiếm hoàng trong lời đồn đại này. Một nam tử trung niên nhìn La Tuấn hơi thi lễ, cung kính nói. Ngươi có nắm chắc hay không? La Tuấn lạnh nhạt hỏi. Ta sẽ không để cho chủ nhân phải mất mặt đâu. Người trung niên tự tin nói. La Tuấn khẽ gật đầu, hắn cũng muốn xem thử trong khoảng thời gian qua, Dương Diệp đã trưởng thành đến trình độ nào. Người trung niên đi tới gần Dương Diệp, nói. Ta là Lý Vĩnh Cương, cảnh giới tôn giả ngũ phẩm, đội trưởng một tiểu đội trong quân đoàn thứ 10 dưới tay của chủ nhân. Cảnh giới của ta, cao hơn ngươi, ta nhường người ba kiếm, để tránh người khác lại nói ta ở lớn hiệp nhỏ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó tiếc mắt nhìn La Tuấn, nói. Ngươi thật sự không để bọn họ cùng lên sao? Ta thật sự có lòng tốt mới bảo ngươi làm vậy đó. Lần này, cho dù thực lực của ta suy nhược, nhưng vẫn đủ để đối phó với ngươi. La Tuấn còn chưa nói xong, một mũi kiếm quỷ dị đã xuyên qua cổ của Lý Vĩnh Cương. Bịch, đầu của Lý Vĩnh Cương đã rơi ở trên mặt đất, vừa vặn ngay trước mặt La Tuấn. Tất cả mọi người ở đó đều phải biến sắc. Chỉ một kiếm lại trong nháy mắt giết chết được cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm sao. Trong đầu mọi người gần như trống rỗng, kinh hãi nhìn Dương Diệp. An Bích như nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, mí mắt chợt hạ xuống, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi xem, ta thật sự có lòng tốt mới nói vậy. Bây giờ, ta lại đề nghị ngươi một lần nữa, ngươi vẫn nên bảo bọn họ cùng xông tới đi. Trên mặt La Tuấn đã không còn ung dung cùng thản nhiên nữa, sắc mặt hắn có chút khó coi, nói. Ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả rồi sao? Nếu như Dương Diệp không đạt được cảnh giới tôn giả, bất kể như thế nào hắn cũng không có khả năng giết chết được Lý Vĩnh Cương chỉ trong nháy mắt. Bây giờ hắn lại làm được dễ dàng như trở bàn tay. Điều duy nhất có thể giải thích được chính là Dương Diệp đạt tới cảnh giới tôn giả. Dương Diệp không nhìn La Tuấn,
Trường kiếm trong tay hắn lại vung lên, hai đường kiếm khí bắn ra, lập tức chém giết hai kẻ còn lại trong Tam Kiệt Trung Vực vừa ra mặt. Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn mọi người xung quanh, nói. Dương Diệp ta đang ở trong này, có người nào muốn lấy đầu của ta nhận thưởng thì bây giờ có thể qua đây. Ngoại trừ đoàn người La Tuấn ra, những người khác đều không dám đối diện với ánh mắt cả Dương Diệp, bọn họ rất sợ mình sẽ chọc vào người điên này. Ánh mắt Dương Diệp cuối cùng rơi vào trên người của La Tuấn, nói. Ngươi thì sao? La Tuấn nheo hai mắt lại, tay chậm rãi leo đặt lên thân kiếm treo trên người, hắn đang muốn nói gì đó, một lão nhân bên phải hắn đột nhiên nói. Chủ nhân là thân thể ngàn vàng, làm sao có thể tranh đấu cùng với đám đạo trích được? Nếu người này đã muốn chết, vậy hãy để cho lão phu đưa hắn một đoạn đường đi. Vân lão, chỉ với kẻ như vậy, ta sao có thể để cho lão nhân ra người ra tay chứ? Một nam tử trung niên sau lưng lão nhân đứng dậy, cười nói. Kiếm hoàng, ha ha, lão tử quỷ ta suốt đời giết người vô số, lại chưa từng giết qua kiếm hoàng, vân lão cũng đừng tranh cướp với ta. Vân lão khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Lão tử quỷ thi lễ với La Tuấn, sau đó cầm một hồ lô rượu bên thắt lưng uống một hớp, lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nhóc con vô tri, bản thân có chút thủ đoạn lại cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay, lão tử quỷ lại cho ngươi biết, cái gì gọi là trên người y có người, trên trời có trời. Dứt lời, từ trong cơ thể hắn có một khí thế khủng khiếp giống như gió lốc lao ra. Cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Rất nhiều tán tu kinh ngạc kêu lên. Dương Diệp điểm nhẹ mũi chân phải xuống đất, huyền khí trong cơ thể hắn tràn vào trong thuấn không ký chếm, bước vào tư thế chuẩn bị. Mặc dù chưa giao đấu, nhưng Dương Diệp có thể cảm giác sự cường đại của đối phương, lão tử quỷ trước mắt này có cảnh giới tôn giả cửu phẩm khẳng định mạnh hơn cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của Bách Hoa Cung lúc trước rất nhiều. Hắn không e ngại đối phương, nhưng sẽ không khinh thường đối phương. Hai quyền lớn. Lão tử quỷ hét to một tiếng, hai tay chợt cách không đánh một đòn về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, hai quyền lớn với kích thước chừng trăm trượng nhanh chóng hiện ra, kéo theo lực lượng khủng khiếp đánh về phía Dương Diệp. Quyền lớn đi qua nơi nào, không gian nơi đó lập tức đổ nát. Dương Diệp điểm đầu ngón chân xuống đất mặt, thân thể bay lên cao, thuấn không kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía trước mặt. Một đường kiếm khí màu tím dài chừng 10 trượng, rộng tới vài chục trượng đã cắt qua không trung lao đi. Đánh về phía hai quyền lớn này. Nhờ có kiếm ý tầng 8 gia tăng, kiếm khí giống như đã biến thành thực chất, nó đi qua nơi nào, không gian lập tức bị kiếm ý tầng 8 cắt nhỏ ra, thậm chí xuất hiện sự ngừng lại trong giây lát, không giống như bị hai quyền lớn của lão tử quỷ đánh phá. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, đạo kiếm khí kia va chạm vào hai quyền lớn. Tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vang vọng trên 9 tầng trời. Chấn động mạnh tới mức rất nhiều người ở đó cảm thấy màng tai đau đớn. Kiếm khí lập tức đánh tan hai quyền lớn. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đang trong không trung lại thoáng biến sắc, bởi vì phía sau quyền lớn lại là hai quyền lớn khác lao tới trước mặt. Hai quyền lớn này là huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, nó tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng có thể đánh ra hai quyền lớn trong một giây. Nhìn lão tử quỷ dễ dàng đánh ra quyền lớn, xem ra hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được hai quyền lớn. Ha ha. Thật ra ta muốn xem thử kiếm hoàng đối phó với hai quyền lớn thế nào. Một người trung niên đứng phía sau La Tuấn khẽ cười nói. An Bích như ở bên cạnh nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Trương không trung, khi hai quyền lớn thứ hai va chạm cùng kiếm khí, hai bên lập tức hóa thành rất nhiều sóng khí tan ra. Nhưng trong phút chốc, lại có một đôi quyền lớn nhanh chóng hiện ra, hơn nữa bất kể uy lực hay tốc độ, đều mạnh hơn hai quyền lớn trước đó, chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Hai quyền lớn này lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Như vậy còn chưa xong, hai quyền lớn này đi tới trước mặt Dương Diệp, phía sau dại xuất hiện thêm hai quyền lớn nữa, cái sau càng khủng khiếp hơn, tốc độ cũng nhanh hơn cái trước, trong chớp mắt lại giống như chồng tên nhau, đảnh về phía Dương Diệp vậy. Ba cặp quyền lớn chồng vào một chỗ, uy áp trong đó rất khủng khiếp, khiến người ta không nhịn được cảm thấy đây thật sự chính là diệt thế. Dương Diệp có thể ngăn cản được sao? Lúc này, trong đầu vô số người xuất hiện ý nghĩ như vậy. Vèo, 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 vèo. Từ bên trong vỏ kiếm phía sau Dương Diệp có 4 đường kiếm quang phóng lên cao, sau đó lập tức lao tới 3 đôi quyền lớn trùng điệp trước mặt. Tiếp theo, 4 thanh kiếm chợt cắt một cái, vô số đạo kiếm quang không ngừng xẹt qua.
Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, ba cặp quyền lớn chồng lên nhau đã lập tức bị vô số đường kiếm quang này cắt thành mảnh nhỏ, hóa thành từng sóng khí tản ra trên không trung. Phía dưới, lão tử quỷ biến sắc, hắn không nghĩ tới chiêu tuyệt sát này của hắn lại bị Dương Diệp kẻ vừa tiến vào cảnh giới tôn giả không lâu này phá được dễ dàng như vậy. Nghĩ đến những lời mình đã nói lúc trước nói, lão tử quỷ cảm thấy gương mặt nóng rát. Trong mắt hắn lộ ra sự hung ác, nhảy vào trong không trung, tay phải nắm chặt đánh về phía Dương Diệp. Lồng giam không gian. Không gian mười mấy trường xung quanh Dương Diệp bị đông cứng tại, từng tầng không ngừng vây quanh thân thể của Dương Diệp, làm hắn không có cách nào nhúc nhích được. Hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý tầng 8 từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, đánh thẳng vào những hàng rào không gian, nhưng những hàng rào không gian này chỉ khẽ run lên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị kiếm ý phá được. Quả nhiên lồng giam không gian của cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm đủ mạnh mẽ. Trong lòng Dương Diệp thầm nói, sau đó trong đầu vừa suy nghĩ, U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điệt, còn có cửu U Hàn Phong trong cơ thể vọt ra, ba linh vật thiên địa tại thêm kiếm ý tầng 8, chỉ trong nháy mắt đã phá được những hàng rào không gian kia. Ba linh vật thiên địa. Tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên. Sắc mặt lão tử quỷ lại biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ lồng giam không gian của hắn như vậy, hắn biết, hắn đã coi thường đối phương. Hắn vừa định lại ra tay, lúc này lại nghe Dương Diệp nói. Đến lượt ta rồi. Nghe được những lời này của Dương Diệp, lão tử quỷ cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng đứng. Chỉ thấy một mũi kiếm đột ngột xuất hiện ở chỗ mi tâm, trong lòng lão tử quỷ hoảng hốt, thân thể chấp hiện đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Tuy nhiên, lúc này ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ máu, từng giọt máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Nếu mà sâu thêm một tấc thì cái mạng ta xong rồi. Trong mắt lão tử quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ, mà vào lúc này lại có một mũi kiếm xuất hiện ở chỗ gáy của hắn, lần này, mũi kiếm còn xuất hiện nhanh hơn lần trước, hắn căn bản không có cách nào né tránh được. Lão tử quỷ kinh hãi gần chết. Vèo. Vào lúc mũi kiếm sắp tiến vào gáy của lão tử quỷ, một kim châm cực nhỏ đánh vào trên mũi kiếm thuấn không kiếm của Dương Diệp, mũi kiếm lập tức bị đánh cho lệch đi. Cùng lúc đó, bàn tay Dương Diệp chấn động mạnh, nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ, chỉ sợ tay của hắn đã bị tàn phế rồi. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão nhân này đứng bên cạnh La Tuấn. Người vừa ra tay lúc trước chính là lão nhân này. Nhìn thấy lão già này ra tay, rất nhiều tán tu đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chiến đấu với một huyền giả cảnh giới tôn giả nhất phẩm, lại còn ngại không đủ, còn muốn ra tay trợ giúp, nhân hoàng La Tuấn cũng quá bị ổi rồi. Cho dù trong lòng xem thường, nhưng không ai dám nói ra. Nói đúng hơn là không ai dám làm như thế. Bọn họ không thể chọc nổi con vật khổng lồ đế quốc đỉnh hán này. Sắc mặt La Tuấn có chút khó coi, hắn đương nhiên biết trong lòng những tán tụ bên cạnh kia đang suy nghĩ gì, tuy nhiên hắn không có cách nào khác, nếu như thấy chết mà không cứu, sẽ làm thuộc hạ khác lạnh tim. Ha ha! Dương Diệp khẽ cười, nói. La Tuấn, lúc trước ta cũng đã nói rồi, cứ bảo người của người cùng lên đi. Nếu không, các ngươi chơi xa luân chiến, thật sự rất lãng phí thời gian. Dương Diệp, ngươi sẽ phải chết. La Tuấn lạnh giọng nói. Vậy tiếp theo, người tính sẽ phải ai lên vậy? Dương Diệp nói. Để ta tới đi. Phía sau La Tuấn lại xuất hiện một giọng nói. Tuy nhiên La Tuấn lập tức trừng mắt với đối phương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, hát. Dương Diệp, ta thừa nhận ngươi có thực lực cường hãn, tuy nhiên như vậy không có ích lợi gì. Bởi vì thực lực cá nhân có mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là một người. Ngày hôm nay, người đi của ta thất bại, ta không ra tay với ngươi, để tránh ngươi nói đế quốc đỉnh hán ta không có người, sử dụng xa luân chiến với ngươi, nhưng lần gặp tiếp theo, ngươi nhất định sẽ phải chết. La Tuấn nói xong lại dẫn một đám người xoay người rời đi. Nhìn đám người La Tuấn rời đi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Trong đám người đi cùng La Tuấn, ít nhất có ba người cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lão nhân kia chính là một người trong đó, còn có một người áo đen, cùng áo choàng đen và đội đấu bồng ở bên trái của La Tuấn. Người cuối cùng là một lão phụ nhân phía sau La Tuấn. Ba người này làm hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không nghĩ tới ngươi vẫn đi tới đây. Lúc này, An Bích như đi tới trước mặt Dương Diệp, ở sau lưng nàng là nữ sát thủ áo đen này. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó thân hình lóe lên,
vượt qua đối phương và đi về phía trước. Bắt đầu từ giờ phút An Gia phái sát thủ ám sát hắn, hắn cùng với đối phương đã không còn gì để nói nữa, bởi vì có nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu hai bên đã là kẻ địch, vậy làm cho triệt để một chút. Hắn cũng không muốn có mờ ám gì đó với đối phương. Trong mắt An Bích như thoáng lộ ra sự cay đắng. Dương Diệp còn chưa đi được mấy bước, nữ tử áo đen kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Có việc gì? Dương Diệp nắm thật chặt Thuấn Không kiếm trong tay, nếu như không phải hắn đánh không nổi nữ nhân trước mắt này, hắn đã sớm một kiếm chém nữ nhân này phân thây. Có lẽ mọi người có thể bình tĩnh nói chuyện. Nữ tử nói. Nói chuyện sao? Dương Diệp bật cười một tiếng, nói. Chúng ta có gì để nói chứ? Ta thấy không có gì cả. Khi sát thủ của An Gia các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta đã chắc chắn trở thành kẻ địch rồi. Ta có thể đặc biệt thẳng thắn nói cho ngươi biết, nếu như có khả năng, ta sẽ chém giết sạch cả An Gia. Ngươi nên tin tưởng ta tuyệt đối sẽ làm được, ta cũng tin tưởng ngày này sẽ tới rất nhanh thôi. Ngươi nghĩ rằng ngươi là tổ sư của kiếm tông sao? Trong mắt nữ tử lộ ra sát ý. Tổ sư của kiếm tông à? Dương Diệp cười, nói. Ngươi cảm thấy ta không bằng tổ sư của kiếm tông năm đó sao? Nếu như đạt được cảnh giới hoàng giả, ngươi có tin trước sẽ giết người giống như giết một con chó không? Đương nhiên, nói cái này cũng không có nghĩa lý gì. Bởi vì bây giờ ta chưa đạt được cảnh giới hoàng giả, ta chỉ gà đưa ra một giả thiết mà thôi. Có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được cảnh giới hoàng giả đâu. Nữ tử nói. Ngươi không dám giết ta, không phải sao? Dương Diệp nói. Nữ tử im lặng một lát, sau đó nói. Trước đây, những sát thủ kia không phải là do Bích Như phái đi, đó là ta phái đi. Nếu ngươi muốn hận thì cứ hận ta, không có liên quan với nàng, không liên quan với An Gia. Nếu ngươi để cho ta biết ngươi nhằm vào An Gia, hoặc nhằm vào nàng, ta có thể sẽ không giết ngươi, nhưng còn người mà ngươi để ý thì sao? Yêu Hoàng cũng sẽ bảo vệ bọn họ sao? Ngươi uy hiếp ta à? Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Ta không có tư cách đó sao? Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi và nói. Được, giống như người mong muốn, đây là chuyện giữa hai người. Chúng ta, chỉ cần sau này An Gia không nhằm vào ta sẽ không nhằm vào An Gia. Nhưng giữa ta và ngươi, nhớ kỹ lời của ta nếu đạt được cảnh giới hoàng giả, người đầu tiên ta sẽ giết chính cả ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi phải chờ đợi quá lâu đâu. Dương Diệp nói xong, thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Cô cần gì phải làm vậy chứ? Dương Diệp đi rồi, An Bích Như bỗng nhiên nói. Hắn đã có lòng oán hận An Gia ta, không có khả năng giải hòa được đâu. Cho dù hắn chấp nhận muốn hóa giải, hai bên chúng ta cũng không thể nào hóa giải được đâu. Chúng ta vẫn đánh giá thấp thực lực cùng tiềm lực của hắn. Nữ tử bỗng nhiên nói. Nếu trước đây ta nghe lời Bích Như, không đi đối phó với hắn, như vậy chúng ta sẽ giống như An Gia ở thành Bắc vậy, có một đường lui. Bây giờ, hắn đã trưởng thành lên, đồng thời có cường giả siêu cấp như Yêu Hoàng bảo vệ, đừng nói chúng ta, cho dù là đế quốc đỉnh hắn cũng khó có thể diệt trừ hắn. Ở dưới tình huống cường giả cảnh giới hoàng giả không thể ra tay với hắn, không thế lực nào chịu nổi sự trả thù điên cuồng của hắn cả. Hắn còn khủng khiếp hơn cả tổ sư của kiếm tông năm đó nữa. Bởi vì tổ sư của kiếm tông năm đó cũng không xuất hiện thêm một danh hiệu kiếm ma. Cho nên cô cố ý uy hiếp hắn, để cho ân oán giữa An Gia cùng hắn biến thành ân oán cá nhân giữa các ngươi sao? An Bích Như nói. Thật ra cô không cần như vậy, mặc dù tất cả những gì cô làm có sai, nhưng cũng là suy nghĩ cho An Gia. Có vấn đề gì, An Gia bằng lòng cùng gánh chịu với cô. Bích Như đang lo lắng. Khi hắn đạt được cảnh giới hoàng giả thì thật sự có thể giết ta sao? Nữ tử nói, trong các ngươi, ai chết cũng chỉ bất lợi cho An Gia ta mà thôi. An Bích Như nói, nữ tử im lặng, lúc này, Dương Diệp quả thật đã không phải chỉ có một mình nữa, hắn là có chỗ dựa. Giết chết hắn sẽ khó bảo đảm không gặp phải người phía sau hắn trả thù. Một câu nói, bởi vì quyết định nhất thời của nàng trước đây, tình cảnh của An Gia bây giờ đã rất tệ rồi. Trừ khi Dương Diệp bị La Tuấn loại bỏ, nhưng rõ ràng điều này có chút khó khăn. Chúng ta đi thôi, xem những kẻ yêu nghiệt cao cấp nhất thế hệ trẻ của Đại Lục Huyền Giả thế nào. An Bích Như nói. Ở cách chỗ Dương Diệp không xa là một ngọn núi lớn,
xung quanh đầy sương trắng lượn lờ che phủ, ở bên ngoài sương mù lại có một màng mỏng năng lượng giống như nước sóng che phủ. Ngọn núi này chính là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện xung quanh đã có không ít hơn vạn huyền giả, trong đó cơ bản đều cường giả cảnh giới tôn giả. Những huyền giả cơ bản đều chia làm rất nhiều nhóm nhỏ. Mọi người đều không rõ bên trong di tích thánh giả thế nào, bọn họ tập hợp thành đội đi cùng nhau, cũng là bình thường. Trong đó, cũng có những người đi một mình như hắn, nhưng rất ít. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã nhìn thấy được An Nam Tĩnh ở trong đám đông. Nàng dường như phát hiện ra hắn, đang ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, Dương Diệp cũng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt. Ma tộc tới rồi. Đột nhiên, không biết là ai kinh ngạc kêu lên một câu. Mọi người chỉ thấy một đội thanh niên ma tộc với dáng người dũng mãnh từ phía xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp cũng nhìn sang. Dương Diệp nhìn thấy được Ma Kha ở trong đám thanh niên này, chẳng qua người dẫn đầu không phải là Ma Kha đầu lĩnh, mà là một gã nam tử khác. Ánh mắt của nam tử dẫn đầu này tập trung ở trên người của La Tuấn, sau khi quan sát La Tuấn một lát, nam tử kia nói. Ngươi chính là nhân hoàng La Tuấn sao? La Tuấn khẽ gật đầu, nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi phải là Ma Hiên sư huynh của Ma Kha. Tin tức của ngươi đúng là rất nhanh nhạy đấy. Ma Hiên cười lạnh nói. Theo lời đồn đại, nhân hoàng xuất hiện, lại muốn thống nhất đại lục huyền giả, ma tộc ta sẽ chờ ngươi đến phá vỡ kết giới giữa ma tộc cùng nhân tộc, đến lúc đó đừng có mà khiếp sợ mà không dám tới đấy. Yên tâm. Hôm đó sẽ tới rất nhanh thôi. La Tuấn không chịu yếu thế. Ma Hiên cười lạnh, sau đó lại nhìn An Nam Tĩnh, nói. Lần trước, Ma Kha thu trong tay nàng sao? Thế nào, người muốn báo thù cho hắn à? An Nam Tĩnh nói. Ma Hiên lắc đầu, nói. Mọi người chỉ thấy một đội thanh niên ma tộc với dáng người dũng mãnh từ phía xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp cũng nhìn sang. Dương Diệp nhìn thấy được Ma Kha ở trong đám thanh niên này. Chẳng qua người dẫn đầu không phải là Ma Kha đầu lĩnh, mà là một gã nam tử khác. Ánh mắt của nam tử dẫn đầu này tập trung ở trên người của La Tuấn, sau khi quan sát La Tuấn một lát, nam tử kia nói. Ngươi chính là nhân hoàng La Tuấn sao? Ta không có hứng thú với nàng, bởi vì nàng cũng thất bại. Nói Ma Hiên liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Ai là Dương Diệp? Giọng nói của hắn giống như tiếng chuông lớn, làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Mà ánh mắt của mọi người hầu như đều nhìn về phía Dương Diệp. Ánh mắt Ma Hiên nhìn về phía Dương Diệp, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi nói. Ngươi chính là Dương Diệp, kẻ được nhân loại gọi là kiếm hoàng gì đó sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ngươi tới gây sự à? Ngươi đã đoán đúng rồi. Ma Kha lạnh lùng nói. Ngươi hãy rút kiếm, nếu không chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội rút nữa đâu. Dương Diệp đưa tay chỉ lão tử quỷ bên cạnh La Tuấn phía xa, nói. Ngươi có biết không, lúc trước, người này cũng điên cuồng giống như ngươi, bây giờ ngươi đã nhìn thấy chưa? Chính ta đã lưu lại vết kiếm ở giữa chân mày cả hắn. Nghe vậy, sắc mặt đám người bên cạnh La Tuấn rất khó coi, đặc biệt là lão tử quỷ, hai mắt hắn giống như muốn phun ra lửa. Ma Kha liếc mắt nhìn lão tử quỷ, nói. Hắn là gì chứ? Sao xứng để so sánh với ta được? Dương Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, rút kiếm ra đi. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu. Mọi người xung quanh giống như nhìn Ma Hiên giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, ban đầu bọn họ cho rằng Dương Diệp đã rất điên cuồng, rất kiêu ngạo rồi, nhưng không nghĩ tới ma tộc càng kiêu ngạo hơn. Sợ Dương Diệp không có cơ hội rút kiếm à? Có phải đầu của người ma tộc trước mắt này đã từng bị cửa kẹp hay không vậy? Ngươi muốn để ta chém ngươi một kiếm à? Dương Diệp nói. Không, chẳng qua ta chỉ bảo ngươi ra tay trước thôi. Ma Hiên nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nếu như vậy, ngươi tới đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, thuấn không kiếm trong tay hắn chợt cách không đâm một cái, một mũi kiếm lập tức xuất hiện ở chỗ cổ họng của Ma Hiên. Trong mắt Ma Hiên lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không có lựa chọn né tránh, mà đưa tay trực tiếp cầm lấy mũi kiếm kia và nói. Đây là đạo khí à? Chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như ngươi muốn dựa vào đạo khí, như vậy ta phải nói là. Ta không có tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Dương Diệp cầm chuôi thuấn không kiếm xoay tròn, sắc mặt Ma Hiên thoáng biến đổi,
tay phải vội vàng thả ra, ở chỗ lòng bàn tay của hắn đã có thêm một vết máu, máu chậm rãi tràn ra. Ngươi lại làm ta bị thương à? Sắc mặt Ma Hiên trở nên dữ tợn. Trong phút chốc, Ma Hiên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn chợt đánh một quyền về phía Dương Diệp, ở trên nắm đấm của hắn được phủ một tầng vảy màu đen. Nhìn thấy nắm đấm lao tới, ánh mắt Dương Diệp trở nên lạnh giá. Cho dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, một đòn của Ma Hiên trước mắt này rõ ràng là muôn mạng của hắn. Từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý tầng 8 lao ra, lập tức bao phủ lấy Ma Hiên. Bị kiếm ý bao phủ, quyền của Ma Hiên chợt dừng lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Mà vào lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đâm vào trước ngực của hắn, kiếm đâm rách trang phục, nhưng không đâm vào trong thân thể Ma Hiên, bởi vì ở trước ngực của Ma Hiên có một tầng vảy giáp màu đen. Nhân loại, ngươi không phá được phòng ngự của ta đâu. Ma Kha cười lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng trong phút chốc, chỉ thấy thuần không kiếm của Dương Diệp chợt xoay tròn. Tiếp theo, vù một tiếng, mũi kiếm thuần không kiếm tiến vào trong cơ thể hắn. Ma Kha hoảng hốt, hai tay vội vàng nắm lấy thuần không kiếm của Dương Diệp, muốn bẻ gãy thuần không kiếm, nhưng hắn làm sao có thể bẻ gãy được đạo khí chứ? Dương Diệp thuận thế xoáy một cái, Ma Hiên kêu lên một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ngón trỏ của hắn đã bị kiếm của Dương Diệp cắt đứt. AI nhân loại, ngươi đáng chết. Ma Hiên dữ tợn gầm hét lên, nhưng lại không dám tiến lên nữa. Trên mặt Dương Diệp lộ ra sự xem thường, nói, ma tộc ngươi lại chỉ có thể như vậy thôi sao? Ma Hiên giận dữ và đang muốn ra tay, lúc này, một lão nhân ma tộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy lão nhân, Ma Hiên cùng thành viên các ma tộc phía sau hắn đều biến sắc, cung kính thi lễ với lão nhân kia, nói. Ra mắt đại trưởng lão. Lão nhân vung tay phải lên, bốp một tiếng, trên mặt Ma Hiên có thêm một trưởng ấn, bản thân cũng bay ra mười mấy trượng. Thần sắc các ma tộc càng thêm cung kính. Đại trưởng lão ma tộc liếc nhìn các thành viên ma tộc, nói. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, thua cũng không đáng sợ, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Nhưng ma tộc ta không có người thua không nổi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi có thể chết ở trên mảnh đất của thế giới nhân loại này, nhưng đừng làm mất mặt ma tộc ta. Xin tuân theo giáo huấn của đại trưởng lão. Các ma tộc cung kính thi lễ với trưởng lão. Lão nhân xoay người liếc nhìn Dương Diệp, trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, lão nhân này là cường giả cảnh giới hoàng giả, hơn nữa thực lực người này tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, chỉ sợ sẽ không yếu hơn Hiểu Thiên Cơ. Đúng là một kiếm hoàng giỏi, người còn trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu rất lớn, không kém gì tổ sư của kiếm tông năm đó. Sau khi nói xong câu này, thân hình lão già lóe lên và lập tức biến mất. Trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân ma tộc này cho hắn áp lực quá lớn. Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn có thể đợi đến khi yêu hoàng tới cứu hắn hay không? Mình vẫn còn quá yếu. Trong lòng Dương Diệp thầm cười tự giễu, khi đối mặt với một ít cường giả tuyệt đỉnh của thế giới này, hắn vẫn không có bất kỳ khả năng đánh trả nào cả. Ngươi đã mạnh hơn năm đó. Đúng lúc này, Ma Kha đi tới trước mặt Dương Diệp. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Dương Diệp nói. Nàng thì sao? Ma Kha nói. Dương Diệp biết Ma Kha nói về An Nam Tĩnh, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi khiêu chiến với nàng, bởi vì nàng sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót lần thứ hai đâu. Nàng đã mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng rồi sao? Ma Kha trầm giọng nói. Đối với một số người thì đúng là như vậy. Dương Diệp nói. Ma Kha nói. Tình hình của ma tộc hiện tại càng lúc càng tệ, cho dù nhân hoàng La Tuân không mở ra kê giới giữa ma tộc cùng nhân tộc, ma tộc ta cũng sẽ mở ra, chỉ có điều phải trả giá tương đối lớn. Đến lúc đó nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, ngươi sẽ cùng nàng giúp đỡ La Tuân sao? Nếu như kiếm hoàng thời nay cùng vũ thần còn có nhân hoàng liên thủ, đừng nói ma tộc, cho dù là yêu tộc cùng ma tộc liên thủ, sợ rằng cũng không có cơ hội nào. Bất kể thế nào, cho dù là nhân tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, ta cũng sẽ không giúp đỡ La Tuấn. Với ta, hắn là kẻ địch. Nếu như ma tộc ngươi muốn ra tay với người của ta, vậy thì ma tộc ngươi chính là kẻ địch của ta. Dương Diệp nói. Ta đã hiểu rồi. Ma Kha khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Phía xa, La Tuấn nhìn thấy Dương Diệp cùng Ma Kha nói chuyện với nhau, vẻ mặt hắn trở nên thâm trầm. Nếu như Dương Diệp cùng người của ma tộc liên thủ,
sợ rằng chuyện này thật sự rất khó giải quyết được. Nếu như là người khác thì còn có thể không dám liên kết với người của ma tộc, nhưng hắn biết rõ Vập Dương Diệp, người này chuyện gì cũng dám làm. Chủ nhân, chúng ta cần phải tiêu diệt người này. Vân lão ở bên cạnh La Tuấn đột nhiên nói. Ta tán thành. Nam tử áo đen ở bên trái La Tuấn cũng nói. Nếu không, chủ nhân cứ để cho lão thân đi giết hắn vậy. Lão bà ở phía sau La Tuấn đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi có thể dễ dàng đánh bại được lão tử quỷ sao? Vân lão đột nhiên nói một câu. Lão bà nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Vân lão quỷ, ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi cho rằng ta còn không giết được một tiểu tử vừa bước vào cảnh giới tôn giả sao? Vân lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão bà có chút tức giận, lúc này, La Tuấn lại nói. Không phải Vân lão nghi ngờ thực lực của Dung Ma Ma. Chẳng qua bất kỳ một huyền giả cảnh giới tôn giả nào cũng không thể dễ dàng giết được Dương Diệp lúc này. Có thể hắn không địch lại Dung Ma Ma, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn thì sao? Lão bà im lặng. Trước đây ta nên tiêu diệt hắn khi còn chưa thăng cấp cảnh giới tôn giả mới phải. La Tuấn nói. Cho dù hắn khi đó cũng yêu nghiệt, nhưng lại có thể đơn giản tiêu diệt được. Chẳng qua ta không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế hắn có thể lại đạt được cảnh giới tôn giả. Về điểm ấy, đúng là ta thất sách. Bây giờ, chủ nhân đã có lực tín ngưỡng của một vực rồi đúng không? Vân lão bỗng nhiên nói. La Tuấn khẽ gật đầu, nói. Cho dù những lực tín ngưỡng kia còn không quá thuần túy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới chuyện ta vận dụng chúng. Nếu như có thể có được lực tín ngưỡng một vực, trong cảnh giới tôn giả đã không có người nào là kẻ địch của ta, cho dù đối mặt với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng vậy. Trong giọng nói của hắn đầy tự tin. Triệu Trường Phi còn chưa bắt được Đông Vực sao? Vân lão nói. Hắn cũng sắp làm được rồi. La Tuấn nói. Đông Vực bên kia có mấy thế lực ngoan cố, ta đã phái người đi trước để giải quyết. Giải quyết xong mấy thế lực này thì Đông Vực sẽ nằm trên bản đồ của đế quốc đỉnh hắn ta. Đúng rồi, Vân lão muốn ta tự tay giết chết Dương Diệp này sao? Vân lão khẽ gật đầu, nói. Nếu chúng ta môn giết Dương Diệp, chỉ cần ta với cái bóng liên thủ, cho dù hắn có kiếm ý tầng 9, chúng ta cũng có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì cả, sẽ chỉ làm người đời cảm thấy chủ nhân không bằng kiếm hoàng. Điều này sẽ bất lợi cho chủ nhân. Nếu như chủ nhân tự tay giết chết Dương Diệp, như vậy uy vọng của chủ nhân nhất định sẽ đạt đến mức cao nhất, hơn nữa còn có thể trấn áp những thế lực vẫn luôn có ý định dòm ngó tới đế quốc đỉnh Hán của ta. Nhưng nếu kết quả thất bại thì sao? Cái bóng đột nhiên nói một câu. Hai mắt Vân lão híp lại, La Tuấn lại cười với vẻ tự tin nói. Với lực tín ngưỡng của hai vực, lại thêm nhân hoàng kiếm, nếu như còn không giết được một người vừa bước vào cảnh giới tôn giả, vậy ta làm nhân hoàng khó tránh khỏi quá thất bại rồi. Nếu như lại thêm lực tín ngưỡng đế quốc đỉnh Hán thì tốt hơn. Lúc này, lão tử quỷ ở phía sau bốn người bỗng nhiên nói. Câm miệng. La Tuấn bỗng nhiên quát. Lần sau, ngươi còn dám nói linh tinh, ta sẽ dùng trượng đánh chết ngươi. Lão tử quỷ bĩu môi nhưng không quá lưu tâm, chỉ có điều hắn cũng không dám nói chuyện nữa. La Tuấn từ từ nắm chặt tay phải lại, muốn có lực tín ngưỡng đế quốc đỉnh Hán thì đồng nghĩa phải thu được lực tín ngưỡng của một quốc gia. Mà muốn làm vậy lại chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành đế vương của quốc gia này. Mà bây giờ, làm hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán lại không phải là hắn, mà là phụ thân của hắn. Gào. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn lại về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy có hơn 10 con rồng lớn màu vàng dài gần nghìn trượng, lớn. Mấy trăm trượng đang từ xa bay tới. Hơn 10 con rồng lớn màu vàng rất khổng lồ, dường như có thể che khuất được cả bầu trời vậy. Cho dù vẫn còn ở khoảng cách xa hơn 10 dặm, long uy này cũng làm cho người phải khiếp sợ. Không nghĩ tới Hoàng Kim Thần Long tộc cũng tới. Trên mặt La Tuấn có vẻ nghiêm trọng. Không chỉ có La Tuấn, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Bọn họ mới chỉ nghe qua về Hoàng Kim Thần Long tộc, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua bọn họ. Bây giờ nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện, Hoàng Kim Thần Long còn muốn khủng khiếp hơn trong sự tưởng tượng của bọn họ vô số lần. Hoàng Kim Thần Long hình như muốn ra oai phủ đầu cho tất cả mọi người, tất cả lượn một vòng trên không trung. Sau đó từng long uy giống như thực chất từ trên không trung trút xuống.
phía dưới, một ít cảnh giới tôn giả huyền giả lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Những kẻ thực lực yếu hơn, thất khiếu lại trực tiếp bị chảy máu, thân thể nổ tung mà bỏ mình. Bất kể là ma tộc, hay là nhân tộc, lúc này sắc mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi, hoàng kim thần long của yêu tộc quá kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ma hiên của ma tộc và cả La Tuấn đều không có ý định sai người ra tay. Nhân tộc cùng ma tộc không ra tay, điều này làm cho hơn 10 con hoàng kim thần long càng thêm kiêu ngạo. Lần này, bọn họ không chỉ phóng ra long uy, mấy hoàng kim thần long trong đó còn phun ra lửa, ngọn lửa rơi xuống đất khiến một ít cường giả cảnh giới tôn giả thậm chí không có cơ hội chạy trốn, đã bị đốt cháy thành tro bụi. Đột nhiên, một ngọn lửa bắn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn con rồng lớn màu vàng đang xoay quanh không trung phun lửa về phía trên đầu nàng. Trong phút chốc, liệt thiên trong tay nàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng rời khỏi tay lao ra, bắn thẳng đến con rồng lớn màu vàng phía chân trời kia. Liệt thiên hoàn toàn không gặp cản trở nào, đã xuyên qua đầu của con rồng lớn, con rồng này rên lên một tiếng, sau đó lại rơi thẳng xuống, ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Cho dù đầu bị xuyên thủng, nhưng con rồng lớn màu vàng này vẫn không chết, chỉ bị trọng thương mà thôi. Nhân loại, ngươi dám giết long tộc ta. Con rồng cực lớn dẫn đầu gầm lên với An Nam Tĩnh, long uy mạnh mẽ hơn ép xuống. An Nam Tĩnh vẫy tay phải một cái, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. An Nam Tĩnh cầm liệt thiên trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía những con rồng lớn màu vàng đang xoay quanh ở trên đỉnh đầu nàng, nói. Ngươi không phục sao? Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, An Nam Tĩnh quá khí phách mà. Con rồng lớn siêu cấp kia vừa định công kích. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên liệt thiên của An Nam Tĩnh. Khi nhìn thấy được liệt thiên, đồng tử của con rồng lớn siêu cấp co lại, nói. Ngươi là vũ thần thời nay. An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, không để ý tới con rồng lớn nữa. Con rồng lớn siêu cấp thấy nàng không hề để ý tới mình thì trong mắt lộ ra sát ý, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói. Nhân loại. Ta ngửi được ở trên người ngươi mùi của hoàng kim thần long tộc ta. À, không đúng, ngươi đáng chết, ngươi tự nhiên lại từng giết qua hoàng kim thần long. Không có. Dương Diệp quyết đoán phủ định, thật ra không phải hắn sợ hoàng kim thần long này, mà hắn thật sự chưa từng giết hoàng kim thần long. Hắn không có khả năng giết con rồng trước đây. Ta ngửi thấy được trên người người có máu tươi của hoàng kim thần long tộc ta, nhân loại, ngươi luyện hóa máu của hoàng kim thần long. Ta. Hoàng kim thần long cực lớn xoay cơ thể trên không trung, khiến không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt. Thật ra cái này thì có. Dương Diệp thành thật nói, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả, bởi vì hắn đã xác định, lấy phong cách hành sự bá đạo của đối phương. Bất kể thế nào, những con rồng này đều sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, khóe miệng mọi người xung quanh đều giật mạnh. Dương Diệp này thật sự từng tàn sát rồng. Hơn nữa còn là hoàng kim thần long mạnh nhất trong long tộc. Mí mắt La Tuấn cũng giật mạnh, cho dù là hắn cũng không muốn tùy ý, trêu chọc hoàng kim thần long tộc này. Nhưng Dương Diệp thì hay rồi, không chỉ trêu chọc, còn luyện hóa máu tươi của đối phương. Rõ ràng Dương Diệp đã đắc tội chết với hoàng kim thần long tộc rồi. Tuy nhiên, theo hắn thấy, có hoàng kim thần long tộc đối phó với Dương Diệp, vậy không thể tốt hơn. Người đâm đầu vào chỗ chết. Hoàng kim thần long cực lớn chợt há miệng phun lửa xuống phía dưới, một ngọn lửa giống như lưu tinh, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại không tránh không né, mặc cho ngọn lửa kia nhấn chìm hắn. Mọi người sửng sốt, Dương Diệp đang tự sát sao? Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã từ trong ngọn lửa đi ra, ở xung quanh hắn tràn ngập một màn hào quang với ngọn lửa mỏng manh. U Minh Quỷ Hỏa, người có kiến thức lại nhanh chóng nhận ra được lai lịch cả màn lửa này. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, ngọn lửa do hoàng kim thần long cực lớn phun ra lập tức bị U Minh Quỷ Hỏa hấp thu, trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, bên trong vỏ kiếm phía sau lưng đột nhiên lao ra một đường kiếm quang, lập tức đâm vào bụng của hoàng kim thần long, tuy nhiên nó không đâm vào trong, trái lại còn bị bắn trở lại. Phòng ngự thân thể quá mạnh rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người chấn động nghĩ. Thanh kiếm kia của Dương Diệp lại là đạo khí. Con kiến hôi. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tổn thương ta sao? Giọng nói của Hoàng Kim Thần Long giống như sấm sét, chấn động tới mức màng tai của đám người xung quanh đau đớn. Dương Diệp vừa có suy nghĩ,
thanh kiếm kia bay trở về bên trong vỏ kiếm của hắn. Tiếp theo, từ trong cơ thể hắn có thanh vân tử điện, cửu u hàn phong lao ra, ở dưới sự điều khiển của Dương Diệp, ba linh vật thiên địa lớn nhanh chóng hợp thành một thanh kiếm lớn. Theo huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp rót vào, thanh kiếm lớn hiện ra màu tím kỳ lạ, lại thêm kiếm ý tầng 8 gia tăng, lực lượng ẩn chứa bên trong chuôi thanh kiếm lớn, trực tiếp làm cho không gian xung quanh thanh kiếm lớn lập tức sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Cho dù An Nam Tính cũng thấy xúc động. Đặc biệt đám người La Tuấn, có thể nói sắc mặt nghiêm trọng tới cực điểm. Cả Vân Lão, còn có cái bóng kia cũng vậy. Bởi vì trong thanh kiếm lớn kia ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Trong không trung, đồng tử của Hoàng Kim Thần Long kia co lại kịch liệt, phòng ngự của hắn đã đạt đến một trình độ đặc biệt khủng bố, nhưng không có nghĩa là phòng ngự của hắn đã vô địch. Trong thế giới nhân loại vẫn có rất nhiều tiên khí, hoặc huyền kỹ thiên cấp có đủ khả năng phá vỡ được phòng ngự của hắn, ví dụ như liệt thiên của vũ thần, lại ví dụ như huyền kỹ mà con kiến hôi nhân loại trước mắt kia đang thi triển. Hoàng Kim Thần Long cực lớn không dám khinh thường Dương Diệp, cũng không dám cứng rắn chống lại huyền kỹ thiên cấp này. Một màn ánh sáng màu vàng mỏng bao trùm ở toàn thân hắn, tiếp theo, ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Hoàng Kim Thần Long cực lớn lao về phía bên dưới Dương Diệp, với hình thể không đồ này khiến người ta cảm thấy giống như trời sụp xuống vậy, khiến rất nhiều huyền giả điên cuồng chạy khắp nơi. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, nói. Ta vẫn chưa từng tàn sát rồng, cũng không biết giết rồng có cảm giác thế nào, ngày hôm nay ta lại thử xem mới được. Hắn vừa nói dứt lời, thanh kiếm lớn do ba linh vật thiên địa lớn còn có kiếm ý tầng 8 gia tăng được Dương Diệp điều khiển mang theo một đường kiếm quang màu tím cực lớn phóng lên cao. So sánh với thân thể của rồng lớn, kiếm lớn cùng kiếm quang của Dương Diệp có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho mọi người ở đây không dám khinh thường. Bởi vì kiếm lớn cắt qua không trung, nó đi qua nơi nào không gian bị xé rách từng tấc một, bởi vì kiếm ý, không gian bị vỡ ra không chỉ không hợp lại, trái lại còn càng lúc càng lớn. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con rồng lớn cùng thanh kiếm lớn va chạm mạnh vào nhau, sau một lát yên tĩnh, lập tức có một tiếng động cực lớn vang lên, giống như tiếng sấm sét nổ vang. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy lửa giống như biển rộng tự do bao quanh Hoàng Kim Thần Long. Cùng lúc đó, ở trong biển lửa còn có vô số dòng điện đang không ngừng đánh xuống Hoàng Kim Thần Long. Cửu U Hàn Phong cũng không nhàn rỗi, từng đóa phong nhận thật nhỏ giống như bị gió cuốn đi, không ngừng cắt về phía thân thể của Hoàng Kim Thần Long. Gào! Trong không trung truyền đến tiếng gầm thét của con rồng lớn màu vàng, trong giọng nói lộ ra một sự đau khổ. Dương Diệp lấy ra một viên đá năng tượng siêu phẩm để vào trong lòng, tay phải nắm thật chặt thuần không kiếm, trong mắt hắn lại vô cùng nặng nề. Con rồng lớn màu vàng đánh giá thấp hắn, đồng thời hắn cũng đánh giá thấp con rồng lớn màu vàng này. Từ thân thể cực lớn, không ngừng lắc lư trong không trung, có thể thấy được một kiếm thiên địa này có thể tổn thương đến con rồng lớn màu vàng, nhưng lại là không tạo thành tổn thương chí mạng cho đối phương. Cho tới lúc này, phòng ngự của con rồng này là mạnh nhất trong những cảnh giới hoàng giả hắn đã gặp. Đúng lúc này, con rồng lớn màu vàng kia đột nhiên bị ba linh vật thiên địa bao vây xung quanh. Dương Diệp vừa có suy nghĩ, thanh vân tử điện lóe lên, nhanh chóng biến hóa ở trong không trung, hóa thành một cột điện cực lớn màu tím với kích thước mười mấy trượng, sau đó chợt đánh vào trên thân của con rồng lớn màu vàng. Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa cũng hóa thành một ngọn lửa nặng nề đánh vào trên thân thể con rồng lớn màu vàng. Cửu U Hàn Phong lại bay trở về phía sau lưng Dương Diệp, hóa thành cửu U Kiếm Vũ. Bị hai linh vật thiên địa lớn đánh trúng. Con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia rơi từ giữa không trung xuống, cuối cùng đập vào trong mặt đất. Vèo, vào. U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện bay trở về đến trước người của Dương Diệp. Con rồng lớn màu vàng kia lại thất bại như vậy sao? Mọi người ngây người giống như tượng gỗ. An Nam Tính khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hố lớn kia. Vỏ kiếm phía sau Dương Diệp mơ hồ run rẩy, thanh kiếm bên trong giường như muốn lao tới vậy. Đúng lúc này, con rồng lớn màu vàng lao từ dưới lòng đất lên, người cẩn thận và tỉ mỉ có thể phát hiện ra, lúc này thân thể của con rồng lớn màu vàng còn lớn hơn trước, ở trên móng vuốt cũng như toàn thân hắn có thêm một tầng vảy giáp màu vàng giống như khôi giáp của nhân loại vậy. Hộ giáp long thần. Có người kinh ngạc kêu lên, tương truyền,
bộ tộc Hoàng Kim Thần Long vừa sinh ra lại có thể lĩnh ngộ được thiên phú thần thông, trong những thiên phú thần thông này, kinh khủng nhất vẫn là hộ giáp long thần. Bởi vì, hộ giáp long thần này có thể tăng phòng ngự cho con rồng lớn màu vàng gấp 5 lần. Bản thân con rồng lớn màu vàng đã có phòng ngự khủng khiếp nhất trong các giới yêu tộc cùng nhân tộc và cả ma tộc, sau khi tăng gấp 5 lần, đó sẽ là trình độ biến thái tới mức nào. Có thể nói, sau khi sử dụng hộ giáp long thần, chí ít phòng ngự của con rồng lớn màu vàng có thể chịu được hai đòn toàn lực của cường giả cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, phòng hộ long thần này cũng không phải được sử dụng vô tận, sau khi dùng một lần, ít nhất phải chờ 30 năm có khả năng sử dụng thêm một lần nữa. An Nam Tính rõ ràng cũng biết phòng hộ long thần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, liệt thiên trong tay chậm rãi chuyển động. Biến thân rồi sao? Dương Diệp không biết cái gì gọi là hoàng kim hộ giáp, nhưng hắn biết quái vật khổng lồ trước mắt này không chỉ không chết ở dưới kiếm của hắn, còn cường đại hơn lúc trước bây giờ, đừng nói ba linh vật thiên địa lớn, cho dù là đạo khí lại thêm ba linh vật thiên địa lớn, chỉ sợ cũng khó phá được tất cả phòng ngự của nó. Có nên thử trảm thiên bạt kiếm thuật, thậm chí là kiếm vực hay không? Dương Diệp lắc đầu, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng hai chiêu bài này. Nếu không thể dùng hai chiêu này, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kiếm trận hủy diệt. Nhân loại, rất tốt, người đã thành công chọc giận được ta rồi, ta phải xé xác ngươi ra. Con rồng lớn màu vàng giơ chảo phải cách không chộp về phía Dương Diệp, ngay lập tức, một cái móng lớn với kích thước chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện, lập tức đập mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Nhìn cái móng lớn kia rơi xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải chợt đạp xuống đất. Thuấn không kiếm trong tay hắn thành một đường kiếm quang sáng chói và phóng lên cao, đâm mạnh về phía cái móng lớn kia. Keng! Thuấn không kiếm đâm vào trên cái móng lớn kia, hai cánh tay Dương Diệp chấn động mạnh, Thuấn không kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Đúng lúc này, móng lớn của con rồng lớn màu vàng này chợt hạ thấp xuống, một lực lượng cực lớn kéo tới khiến sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn biết. Hắn đã đánh giá thấp phòng ngự cùng lực lượng của con rồng lớn màu vàng này sau khi biến thân. Dương Diệp không cứng rắn chống lại nữa, cửu u kiếm vũ phía sau lưng hắn vỗ mạnh, hắn hóa thành một bóng đen xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Nhân loại, không phải ngươi rất mạnh sao? Ngươi đừng trốn nữa. Con rồng lớn màu vàng điên cuồng gầm thét, trong giọng nói không có đắc ý, chỉ có oán độc cùng lửa giận vô tận. Trong 30 năm, phòng hộ long thần này cũng chỉ có khả năng thi triển ra một lần thôi. Hắn cũng chỉ thường sử dụng vào thời điểm mấu chốt để bảo toàn tính mạng. Mà bây giờ, hắn lại bị con kiến hôi nhân loại trước mắt này ép phải dùng. Hoàng Kim Thần Long vẫn luôn cao ngạo, điều này tuyệt đối là sự sỉ nhục cực lớn. Dương Diệp vung tay phải lên, ở trong cơ thể hắn có hơn 200 thanh huyền kiếm bay ra, trong đầu hắn vừa suy nghĩ lại có hơn 200 thanh huyền kiếm hóa thành từng kiếm quang bắn nhanh về phía Hoàng Kim Thần Long. Cùng lúc đó, bốn thanh đạo khí sau lưng của hắn cũng phóng lên cao, bắn về phía Hoàng Kim Thần Long. Dương Diệp tin tưởng, việc biến thân kia tuyệt đối sẽ bị hạn chế về thời gian, chỉ cần thời gian biến thân của đối phương vừa hết, đó chính là thời điểm chết của đối phương. Bây giờ, việc hắn cần phải làm chính là kéo dài thời gian mà thôi. Thật ra đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như hắn vận dụng kiếm vực, hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật, có lẽ có thể phá được phòng ngự của con rồng lớn màu vàng này sau khi biến thân, nhưng một khi làm như vậy, tất cả con át chủ bài của hắn sẽ bị lộ ra trước mắt La Tuấn, đây là một chuyện ngu xuẩn. Nhân loại, ngươi chỉ dựa vào những thứ rác rưởi này mà cũng muốn tổn thương được ta sao? Móng vuốt màu vàng của con rồng lớn chợt vỗ mạnh một cái, rất nhiều đường huyền kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, những huyền kiếm đó tại hóa thành kiếm quang lao vọt về phía hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, lão tử quỷ ở phía sau La Tuấn đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt nhìn La Tuấn, người này đang cười lạnh. Đúng là kẻ vô sỉ. Đây là đánh giá của tất cả mọi người về lão tử quỷ lúc này. Phần lớn bọn họ đều thiếu chút nữa chết ở dưới long uy của con rồng lớn màu vàng long, nên không có thiện cảm với nó. Bây giờ, bọn họ thấy Dương Diệp có thể uy hiếp đối phương, nên tất nhiên hy vọng Dương Diệp sẽ giành được thắng lợi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, lão tử quỷ lại vô sỉ đến mức độ này, trực tiếp vạch trần ra mưu kế của Dương Diệp. Chỉ có rất ít người nhìn về phía La Tuấn, bởi vì những người này biết rất rõ ràng, bão tử quỷ làm như vậy, 8-9 phần là do La Tuấn ra hiệu. Đương nhiên, bọn họ tại không dám nói ra.
Nghe được Bão Tử Quỷ nói vậy, đồng tử của con rồng lớn màu vàng co lại, nó không dám chơi trò mèo vờn chuột giống như lúc trước nữa mà lập tức há miệng phun về phía trước mặt Dương Diệp, một long uy được phun mạnh ra ngoài, những huyền kiếm của hắn bị thổi bay. Con rồng lớn màu vàng không cho những huyền kiếm này có cơ hội quay lại, thân hình chắn ngang, hóa thành một đường ánh sáng màu vàng trực tiếp đập mạnh về phía Dương Diệp. Lần này, tốc độ của con rồng lớn màu vàng nhanh hơn trước ít nhất phải tới 2 lần. Dương Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, đã trực tiếp bị đầu con rồng lớn màu vàng này đụng trúng. Trước sự chứng kiến của mọi người, một rồng một người trực tiếp lao vào sâu trong mặt đất. Kiếm hoàng thế hệ này lại chết như vậy sao? Nhìn hố sâu cực lớn tới gần ngàn trượng kia, mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lúc trước, con rồng lớn màu vàng này va chạm thật sự quá khủng khiếp, đừng nói Dương Diệp chỉ là thân thể của một nhân loại, chỉ sợ có là một ngọn núi cũng sẽ bị nó đụng cho vỡ nát. Ở dưới tình huống như vậy, không ai còn cho rằng Dương Diệp có thể sống sót nữa. Con rồng lớn màu vàng có hộ giáp thần long bảo vệ, xem như là tồn tại vô địch ở trong cảnh giới tôn giả rồi. Dương Diệp này không biết tự lượng sức mình, nếu lúc trước hắn chạy trốn, chờ sau này đạt được cảnh giới tôn giả cửu phẩm, cho dù là ngũ phẩm, khi giao đấu cùng hoàng kim thần long này cũng sẽ tốt hơn. Hắn vừa bước vào cảnh giới tôn giả, lại chiến đấu kịch liệt cùng loại thần thú thượng cổ hoàng kim thần long này, ôi, đáng tiếc. Quả thật đáng tiếc, ta vốn còn tưởng rằng Dương Diệp có thể lại xuất hiện uy phong của tổ sư của kiếm tông năm đó chứ. Thật sự không ngờ được. Cho dù hắn chết, nhưng cũng có thể kiêu ngạo, dù sao hắn đã ép hoàng kim thần long phải thi triển ra hộ giáp thân long. Quả thật đáng tiếc cho thế hệ kiếm hoàng này. Trên mặt La Tuấn lại vô cùng hưng phấn, Dương Diệp này bây giờ đã làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Cũng may đối phương đã chết, hơn nữa còn là do yêu tộc hoàng kim thần long tộc giết chết. Như vậy, sau này yêu hoàng cùng hoàng kim thần long tộc nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Không thể nghi ngờ, điều này đối với mình chính là chuyện tốt, có thể một công đôi việc. Trong những người ở đây, kẻ bình tĩnh nhất chính là An Nam Tĩnh. Cho dù Dương Diệp bị hoàng kim thần long đụng, lao vào dưới mặt đất, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Dương Diệp không có khả năng lại chết dễ dàng như vậy được. Hoàng kim thần long thi triển ra phòng hộ long thần, quả thật đã trở nên rất mạnh, mạnh đến mức nàng đều muốn chiến đấu kịch liệt cùng đối phương một trận. Nhưng Dương Diệp cũng rất mạnh. Cho đến tận lúc này, nàng vẫn chưa từng nhìn thấy con át chủ bài mạnh nhất của Dương Diệp. Còn nữa, nàng có lòng tin vào Dương Diệp. Cong! Đột nhiên, bên trong hố lớn này truyền ra một tiếng kiếm ngân. Mọi người trợn tròn hai mắt, Dương Diệp còn chưa chết sao? Nụ cười trên mặt La Tuấn trở nên gượng gạo. Gào! Đúng lúc này, dưới nền đất truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Đây là tiếng của Hoàng Kim Thần Long, từ đó có thể nghe được nó đang vô cùng đau đớn. Phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có người đi về phía hố lớn. Gào gào gào. Trong hố lại truyền tới tiếng gầm gừ của con rồng lớn màu vàng, nhưng rất nhanh, tiếng gầm gừ đã ngừng lại. Ầm. Một đường kiếm quang từ trong hố phóng lên cao. Tiếp theo, Dương Diệp chậm rãi bay ra khỏi hố. Lúc này, Dương Diệp có chút chật vật, tóc tai bù xù, trang phục trên người biến thành từng mảnh vải, da thịt lộ từng mảng lớn trong không khí. Dương Diệp hạ xuống đất và liếc mắt nhìn La Tuấn rồi cười anh. Sau đó hắn đi tới bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, điều tức. Trong không trung, hơn 10 con hoàng kim thần long hóa thành 10 mấy đại hán hạ xuống đất, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cái hố lớn này. Không chỉ có bọn họ, ánh mắt mọi người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào cái hố lớn. Dương Diệp đã đi ra, đáng lẽ hoàng kim thần long cũng phải đi ra mới phải chứ. Nhưng sau một khắc trôi qua, phía dưới cái hố lớn vẫn không có động tĩnh gì cả. Hai khắc sau, vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc này, mọi người mơ hồ đã đoán được kết quả. Sắc mặt La Tuấn trầm xuống. 10 mấy hoàng kim thần long hóa thành đại hán không chờ đợi nữa, mà nhảy xuống hố lớn. Qua chừng 2 khắc, bọn họ lao vọt lên không trung. Một đại hán mày rậm căm tức nhìn Dương Diệp, tức giận nói. Nhân loại, đại ca của ta đâu? Hắn đã chết rồi. Dương Diệp thậm chí còn không mở, thuận miệng nói. Thối lắm, dựa vào người mà có thể giết chết được đại ca của ta sao? Đại hán mày rậm tức giận nói, từ trong cơ thể hắn có một long uy phát ra ngoài. Không tin thì ngươi có thể tự mình đi tìm. Còn nữa, tốt nhất ngươi đừng nên dùng long uy của long tộc ngươi đối phó với ta,
Ở trước mặt kiếm ý của ta, long uy này của ngươi thậm chí còn không bằng cái giám đâu. Dương Diệp không ngừng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm. Ngươi muốn chết à? Đại hán mày rậm vừa muốn ra tay, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy phòng ngự của ngươi còn lợi hại hơn đại ca ngươi, thì cứ việc ra tay, xem ta có thể cắt đầu của ngươi xuống hay không. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn đại hán mày rậm. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, đại hán mày rậm hết siết chặt nắm đấm lại thả ra, nhưng không dám ra tay. Khi đại ca hắn không thi triển phòng hộ long thần, thân thể đã mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn bị nhân loại trước mắt này phá vỡ được phòng ngự, hắn không nắm chắc có thể đỡ được kiếm của nhân loại trước mắt này. Nhân loại, ngươi làm gì đại ca của ta rồi? Đại hán mày rậm tức giận nói. Dương Diệp nói, ta nói lại một lần cuối cùng, hắn đã chết rồi. Vậy thi thể của đại ca ta đâu? Đại hán mày rậm giận dữ hét. Không biết. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi. Đại hán mày rậm tức tới mức sắc mặt xanh mét. Dương Diệp cũng không để ý tới đại hán mày rậm. Bây giờ, hắn cần phải mau chóng khôi phục thực lực. Lúc trước, hắn bị hoàng kim thần long này va chạm. Nếu như không phải ở thời điểm mấu chốt, hắn kịp thời khởi động nhân hoàng giáp, sợ rằng bây giờ hắn đã là một đống thịt nát rồi. Cho dù có nhân hoàng giáp bảo vệ, hắn cũng không thể sống tốt, toàn thân không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương sườn nữa. Hoàng kim thần long chết thế nào? Trong giây phút tiến sâu bên trong lòng đất, Dương Diệp hoàn toàn không giữ lại nữa. Kiếm ý tầng 9 cùng kiếm vực, lại thêm 4 thanh đạo khí bên trong vỏ kiếm màu xanh lam, còn có thuần không kiếm, còn có 3 linh vật thiên địa lớn, phòng hộ long thần của hoàng kim thần long đã nhanh chóng bị hắn phá hủy. Hơn nữa, đó còn là vị trí quan trọng của hoàng kim thần long. Không thể không nói, phòng hộ long thần này rất biến thái, nếu như không phải kiếm vực của hắn có uy lực đạt được một trình độ đặc biệt kinh khủng, hắn căn bản không có cách nào phá được phòng hộ của long thần. Lúc đó, hắn được sự giúp đỡ của kiếm vực mới có thể hoàn toàn phá được phòng hộ long thần này. Nhưng ở thời điểm mấu chốt kiếm linh đã ngăn cản hắn, bởi vậy hắn chỉ nhằm vào điểm bị phá hủy này. Tuy nhiên, khi hoàng kim thần long sắp chết đã phản công, khiến hắn bị tổn thất cực lớn. Ví dụ như vỏ kiếm màu xanh lam của hắn cùng 4 thanh đạo khí đều đã bị nghiền nát, không có cách nào sử dụng được. Tuy nhiên tất cả những điều này đều là đáng giá, bởi vì bây giờ hắn có thêm một con rồng lớn màu vàng làm kiếm nô, hơn nữa kiếm nô này còn duy trì trạng thái phòng hộ long thần. Một kiếm nô là con rồng lớn màu vàng duy trì trạng thái phòng hộ long thần có ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên, bây giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng mà hắn phải để ý, đó chính là hoàng kim thần long tộc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Tuy nhiên hắn cũng không quá quan tâm tới điều này. Dù sao hắn đã trở mặt với hoàng kim thần long tộc, cùng lắm thì đánh một trận mà thôi. Hắn cũng không tin mỗi con rồng hoàng kim thần long tộc đều có thể biến thân. Hoàng kim thần long chết rồi sao? Nghe được Dương Diệp nói vậy, rất nhiều huyền giả ở đây đều kinh ngạc. Không, phải nói đúng là chấn động. Ông trời ơi, đây chính là con rồng lớn màu vàng có phòng hộ thần long đấy. Nó đã chết rồi sao? Nó đã bị Dương Diệp giết chết rồi sao? Đám người La Tuấn cũng nheo mắt lại. Nếu như con rồng lớn màu vàng thật sự chết ở trên tay Dương Diệp này, vậy bọn họ cần phải cân nhắc lại về thực lực của Dương Diệp. La Tuấn nhìn Vân Lão khẽ gật đầu. Vân Lão thoáng động, rơi vào trong hố lớn. Một lát sau, Vân Lão trở lại bên cạnh La Tuấn, sau đó nói. Phía dưới có dấu vết của cuộc đại chiến, nhưng ta không nhìn thấy thi thể của con rồng lớn màu vàng đâu cả. Con rồng lớn màu vàng này có phòng hộ long thần, Dương Diệp căn bản không có thể giết chết được mới phải. Nhất định là trên người hắn có bí mật gì đó. La Tuấn trầm giọng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này sống sót được. Vân Lão nói. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ mới vừa bước vào cảnh giới tôn giả mà đã yêu nghiệt như thế, nếu để cho hắn đạt được tôn giả ngũ phẩm trở lên, hoặc cảnh giới tôn giả cửu phẩm, khi đó chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không làm gì được hắn. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Vì sao ngài không bảo An Nam Tĩnh đối phó với hắn? Lão tử quỷ đột nhiên nói. Lấy thực lực của An Nam Tĩnh mới có thể đối phó được hắn thôi. La Tuấn nghe vậy thì liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, ánh mắt hắn trở nên tối tăm. Hắn làm sao có thể không biết, ở trong cùng cấp cũng chỉ có An Nam Tĩnh có thể đối phó được với Dương Diệp chứ. Chẳng qua An Nam Tĩnh là người cực kỳ cao ngạo, hắn căn bản không thể khống chế được đối phương,
lại không dám dùng thủ đoạn ép đối phương. Nếu như đẩy nàng tới bên phía của Dương Diệp, vậy không thể nghi ngờ, đó chính là tai họa cực lớn cho đế quốc đỉnh Hán. La Tuấn trầm ngâm một lát, mới trầm giọng nói. Ta sẽ đích thân giết Dương Diệp. Đám người Vân Lão không nói gì. Nếu là trước kia, bọn họ rất tin tưởng vào La Tuấn, nhưng bây giờ, nếu như Hoàng Kim Thần Long thật sự bị Dương Diệp giết chết, vậy chủ nhân thật sự có thể giết chết được Dương Diệp sao? Dương Diệp, người không giao đại ca của ta ra, người sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng nhất của Hoàng Kim Thần Long tộc ta đấy. Đại Hán mày rậm phẫn nộ quát lớn. Dương Diệp chậm rãi đứng tên và đi về phía Đại Hán. Đại Hán thấy vậy thì khiếp sợ, bất giác lùi về phía sau hai bước. Dương Diệp nói. Xem ra Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy, giống như ma tộc, đều là những kẻ không thua nổi. Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Diệp nói. Là Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi tới gây phiền phức cho ta trước đúng không? Thế nào, bây giờ không gây được phiền phức cho ta, trái lại bị ta giết chết, Hoàng Kim Thần Long ngươi lại tới uy hiếp sao? Các ngươi vẫn tự xưng rồng lớn Hoàng Kim đầy cao ngạo, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi cao ngạo ở chỗ nào? Một đấu một thì thôi, lại mang ra trưởng bối trong tộc ngươi tới uy hiếp, đây là cao ngạo của các ngươi sao? Ngươi! Dương Diệp khoát tay áo, nói. Ngươi nhớ kỹ đây, ta với đại ca của ngươi là một đầu một, cuộc chiến của chúng ta là công bằng. Nếu như ta chết, ta không có cậu oán hận nào, ta tin tưởng đại ca ngươi cũng sẽ không có cậu oán hận nào. Mà ngươi không ngờ lại lấy Hoàng Kim Thần Long tộc tới uy hiếp đối thủ của hắn. Ngươi làm vậy rõ ràng là không tôn trọng tôn nghiêm của hắn. Ngươi biết không, nếu như hắn ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ bị ngươi làm cho tức chết thêm lần nữa đấy. Khóe miệng An Nam Tính khẽ giật, Dương Diệp này học được cách múa mép khua môi từ lúc nào vậy? Dương Diệp lại nói, Hoàng Kim Thần Long tộc tà thần thú thượng cổ, nếu như các ngươi điều động cả tộc, hoặc phái rồng lớn đạt hoàng cấp tới đối phó với ta, Dương Diệp ta tự nhận không địch nổi. Nhưng ta muốn hỏi một câu, Hoàng Kim Thần Long người có dám một đầu một với ta không? Ta ở trước mặt mọi người ở đây nói rõ, Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi. Muốn báo thù, nếu một đầu một, ta lập tức chờ đợi. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ ta, nhất quyết muốn bao vây đánh ta, vậy ta cũng không có cách nào. Phép khích tướng, đây là phép khích tướng đơn giản nhất. Mọi người cảm thấy mình phải một lần nữa đánh giá lại trí tuệ của Dương Diệp. Lúc này sắc mặt của Đại Hán mày rậm cực kỳ khó coi. Một đấu một, trong thế hệ trẻ của Hoàng Kim Thần Long tộc, người mạnh nhất chính là đại ca hắn, nhưng đại ca hắn đã bị Dương Diệp giết chết, vậy còn ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Chẳng lẽ lại phải thật sự giống như lời nhân loại này nói, mình đường đường là thần thú thượng cổ còn muốn đi vây đánh một nhân loại sao? Làm vậy có phải rất mất mặt hay không? Nhân loại, người đắc tội Hoàng Kim Thần Long tộc ta, người sẽ phải chết rất thảm đấy. Đại Hán mày rậm không muốn tỏ ra yếu kém, chỉ có thể dùng lời lẽ để tiếp tục uy hiếp Dương Diệp, tuy nhiên hắn không nói sẽ cho cường giả siêu cấp của Hoàng Kim Thần Long tới giết Dương Diệp nữa. Dương Diệp nhún vai, nói. Không quan tâm Hoàng Kim Thần Long tộc người phải ai tới một đấu một với ta, ta đều theo hầu tới cùng. Đương nhiên, nếu như các ngươi phái rộng lớn hoàng cấp tới đây, vậy ta lại đành phải chịu thua thôi. Khóe miệng của Đại Hán mày rậm khẽ giật. Đúng là một kẻ miệng lưỡi sắc bén. Đúng lúc này, một người trung niên kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Người tới lại là cường giả cảnh giới hoàng giả, không đúng, là cường giả hoàng cấp. Long Hoàng Đại Nhân. Đám người Đại Hán mày rậm lập tức quỳ xuống, vẻ mặt cung kính vô cùng. Long Hoàng sao? Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Long Hoàng là nhân vật thế nào? Đó là một trong mấy cường giả mạnh nhất ở trên thiên địa này, là nhân vật thần Long thấy đầu không thấy đuôi chân chính. Không nghĩ tới Dương Diệp này lại có thể làm cho Long Hoàng phải xuất hiện. Long Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Không hổ danh là người được yêu Hoàng thưởng thức. Ngươi còn nhỏ tuổi lại đạt tới trình độ này, ngay cả Ngao Khuông thi triển ra phòng hộ thần Long cũng phải chết ở trên tay ngươi. Đại trưởng lão ma tộc nói không sai, ngươi còn muốn ưu tú hơn tổ sư của kiếm tông năm đó. Tiền bối quá khen. Dương Diệp nói. Ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi hay không? Long Hoàng bỗng nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt, hóa ra người này thật sự có ý định muốn giết mình. Long Hoàng tiếp tục nói. Nếu như ta muốn giết người,
cho dù yêu hoàng cũng không ngăn cản được. Hơn nữa ta tin tưởng, ta giết người, hắn cũng sẽ không dám thật sự kiều chết cùng hoàng kim thần long tộc ta, bất kể gả hắn hay ta, tất cả mọi người đều không thể liều mạng được. Cho nên ta không giết người chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là giữa người cùng nhân hoàng La Tuấn có thù hận không thể hóa giải. Nói trắng ra, yêu tộc ta muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, đây là lý do để người có thể sống sót, người hiểu chưa? Tiền bối có thực lực rất mạnh, tiền bối nói gì dĩ nhiên chính là cái đó. Rồi, Dương Diệp nói, ngươi là một người thông minh, biết cách nhẫn nhịn, chứ không phải kẻ hữu dũng vô mưu giống như vẻ bề ngoài. Long Hoàng nói, Dương Diệp nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không phải tất cả đều chỉ là phù vân sao? Long Hoàng cười, nói, nhân loại, cho dù ngươi là nhân loại, nhưng ta có chút thưởng thức ngươi. Hy vọng quyết định của yêu hoàng là chính xác, nếu không sau này ngươi chắc chắn trở thành kẻ địch lớn của yêu tộc ta. Nói, Long Hoàng xoay người quét hơn 10 bên cạnh đường hoàng kim thần long, nói. Lúc này, không được trêu chọc tới hắn, ở thế giới nhân loại này có gắng nhường hắn 3 phần, hiểu rõ chưa? Vâng, hơn 10 con hoàng kim thần long vô cùng cung kính đáp. Thân hình Long Hoàng lóa lên và lập tức biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những đại lão của nhân tộc, yêu tộc, còn có ma tộc đều xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là muốn bảo vệ tộc nhân của mình thôi đâu. Vào giờ phút này, lúc tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt đã thay đổi. Có người tôn kính, có người đố kỵ, có người lộ vẻ cuồng nhiệt, còn có người lại đầy thâm trầm cùng oán độc. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, tên kiếm hoàng Dương Diệp sẽ thật sự được truyền khắp đại lục huyền giả. Vạn năm trước, tổ sư của kiếm tông dùng lực ép cả ma tộc và yêu tộc, hiện tại Dương Diệp cũng làm được điều đó. Bất kể như thế nào, Dương Diệp cũng trở thành người đại biểu cho nhân tộc lúc này. Bởi vì chỉ có hắn mới khiến cho ma tộc còn có hoàng kim thần long tộc phải lựa chọn nhượng bộ. Về phần nhân hoàng La Tuấn, vào giờ phút này lại không có ai suy nghĩ cho nhân hoàng La Tuấn. Ở trong mắt bọn họ chỉ có kiếm hoàng Dương Diệp, đặc biệt là những kiếm tu kia, lúc này bọn họ đã quên mất Dương Diệp là người Nam Vực. Bọn họ chỉ biết, đây mới thực là kiếm hoàng, hoàng giả chân chính trong những kiếm giả. Lúc này, sắc mặt La Tuấn rất thâm trầm, danh tiếng của Dương Diệp như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ là một chuyện đặc biệt tồi tệ đối với hắn, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của hắn. Nếu như người đời đều chỉ biết tới kiếm hoàng mà không biết nhân hoàng, vậy nhân hoàng hắn làm thế nào để thống nhất đại lục đây? Hắn cùng với Dương Diệp đã trở thành kẻ địch, sợ rằng những kẻ vốn muốn nương nhờ vào hắn đều sẽ muốn tới Dương Diệp trước. Trước đây, đáng ra phải bất chấp tất cả thủ đoạn để giết chết hắn mới phải. Trong lòng La Tuấn thật sự có chút hối hận, hắn đã đánh giá quá thấp về tiềm lực của Dương Diệp. Trước đây, hắn muốn giết Dương Diệp, căn bản không cần trả giá quá lớn. Nhưng bây giờ, cho dù có trả giá đắt, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng giết chết được Dương Diệp. Con, hình như cảm giác được tâm trạng của chủ nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, làm cho ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn. Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía La Tuấn, nói chính xác hơn là nhìn nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn. Thành thật mà nói, hắn thấy rất tò mò về nhân hoàng kiếm này. Nhân hoàng kiếm là đạo khí tiên thiên, khẳng định uy lực còn cao hơn cả Thuận Không kiếm. Chẳng qua không biết uy lực của nhân hoàng kiếm mạnh như thế nào. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lại mỉm cười, sau đó nhắm hai mắt lại, điều tức. Bởi vì hắn biết, khi La Tuấn không nắm chắc 100%, chắc chắn sẽ không giao đấu với hắn. Hơn nữa lúc này vết thương của hắn còn chưa lành, hắn cũng không muốn giao đấu cùng đối phương. Dù sao, hắn cùng với đối phương cuối cùng cũng sẽ phải đánh một trận. Chủ nhân không thể kích động được. Vân Lão vội vàng nói. Nếu như bây giờ La Tuấn lại khiêu chiến với Dương Diệp, nếu thắng còn tốt, nhưng nếu như thất bại, vậy danh tiếng của La Tuấn sẽ thật sự xuống dốc không phanh. Đến lúc đó, sợ rằng tình cảnh của La Tuấn sẽ càng thêm tệ hại. La Tuấn đặt tay ở trên nhân hoàng kiếm, nói. Vân Lão yên tâm, ta sẽ không kích động đâu. Tuy nhiên, chờ tới khi triệu tướng quân thu phục được Đông Vực, ta sẽ tự tay dùng kiếm chém chết hắn ở ngay trước mặt mọi người. Ha ha! Kiếm hoàng chết ở dưới kiếm, từ trước đến nay dường như còn chưa từng xuất hiện đâu. Thật sự đáng để cho người ta chờ mong mà. Đám người Vân Lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bây giờ La Tuấn lại khiêu chiến Dương Diệp,
thành thật bọn họ cũng không cho rằng La Tuấn có thể làm được. Bởi vì Dương Diệp không chỉ có thực lực cường hãn, còn rất thần bí, không ai có thể biết được hắn rốt cuộc đã giết con rồng lớn màu vàng thế nào, cũng không biết hắn bỏ thi thể của con rồng lớn màu vàng này khổng lồ như vậy ở đâu. Vào giờ phút này, La Tuấn chỉ có lực tín ngưỡng của một vực. Nếu hắn chiến đấu cùng Dương Diệp, thật sự rất có khả năng sẽ phải chết. Ngươi giết con rồng kia thế nào vậy? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Nhìn thấy được An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, rất nhiều người nhìn lại. Sắc mặt mọi người có chút không được tự nhiên, không phải nghe đồn Vũ Thần cùng Kiếm Hoàng đều là kẻ địch sao? Tại sao hai người trước mắt này không chỉ không có dấu hiệu làm kẻ địch, ngược lại, hình như còn là bằng hữu vậy? Sắc mặt đám người La Tuấn khó coi, An Nam Tĩnh này là người của An Gia đã nương nhờ hắn, lúc này nàng ở trước mặt của mọi người nói chuyện cùng Dương Diệp, đây không phải là đang đánh vào mặt La Tuấn hắn sao? Nữ nhân này lại dám ăn cây táo, rào cây sung. Để ta đi giáo huấn nàng một trận. Lão tử quỷ xì một tiếng khinh miệt, sau đó thân hình thoáng động, trực tiếp lao vọt ra ngoài. Đám người La Tuấn còn không kịp ngăn cản, chỉ nghe hắn nói. An Nam Tĩnh, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, An gia của ngươi hiện tại đã là thần tử của chủ nhân, ngươi cũng là thần tử của chủ nhân, đừng làm những chuyện ăn cây táo, rào cây sung, nếu không cẩn thận ngươi sẽ mang đến tai họa lớn cho An gia của ngươi đấy. Lão tử quỷ nói xong còn đặc biệt liếc nhìn La Tuấn, hắn tự nhận đây là những điều La Tuấn muốn làm. La Tuấn là người có thân phận, đương nhiên hắn không thể nói ra những lời này. Nếu La Tuấn không thể nói, vậy cũng chỉ có thể để đám người phía dưới như bọn họ đi nói mà thôi. Khi hắn nhìn về phía La Tuấn, hy vọng nhìn thấy La Tuấn tán thưởng, nhưng hắn phát hiện trong ánh mắt La Tuấn nhìn mình không phải là khen thưởng, mà là kinh sợ. Trong lòng lão tử quỷ chợt lo lắng, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Suy, một đường ánh sáng màu vàng cắt qua không trung. Sau đó lão tử quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài gần trăm trượng mới ngừng lại được. Một thanh trường thương đâm trên mặt đất, thi thể của lão tử quỷ lại treo ở giữa trường thương này. Hai mắt lão tử quỷ trợn tròn, trong mắt đầy vẻ không tin. An Nam Tĩnh cũng dám giết hắn, nàng lại dám giết hắn sao? Trong mắt đám người La Tuấn cũng đầy vẻ không tin, không ngờ An Nam Tĩnh vừa ra tay đã giết chết rồi. Hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Nàng muốn làm gì vậy? An Nam Tĩnh vẫy tay một cái, liệt thiên bay trở về trong tay nàng, nàng kiếp mắt nhìn lão tử quỷ rơi xuống đất, nói. Thân phận của ta là thần tử sao? Nực cười, trên đời này ai có thể khiến cho An Nam Tĩnh ta thuần phục chứ? Nói, An Nam Tĩnh nhìn về phía La Tuấn, nói. La Tuấn, An gia ta nương nhờ ngươi lại không đại diện cho An Nam Tĩnh ta, ngươi nên bảo ngươi của ngươi nói chuyện tử tế một chút. Nếu không, có tin ta giết bọn họ hay không? Khí phách tới nổ trời rồi. Lúc trước, bởi vì Dương Diệp nên mọi người bỏ quên An Nam Tĩnh, bây giờ An Nam Tĩnh ra tay đã nói cho mọi người biết, Vũ Thần là thế nào. An Nam Tĩnh, nàng nói vậy là có ý gì? Lão phu nhân phía sau La Tuấn run rẩy đi ra, trầm giọng nói. Ngươi không phục sao? An Nam Tĩnh khẽ nhướng mày, trường thương trong tay chỉ thẳng vào lão bà kia, nói. Vậy ngươi có thể thử. Lão bà nheo mắt và muốn ra tay, La Tuấn đã ngăn cản nàng. Cho dù không biết thực lực của An Nam Tĩnh mạnh tới mức nào, nhưng La Tuấn biết rất rõ, An Nam Tĩnh tuyệt đối sẽ không kém hơn Dương Diệp. Hơn nữa, trong tay nàng còn cầm đạo khí tiên thiên không kém gì hắn. Dưới tình huống này, Dung Ma Ma rất khả năng sẽ thật sự bị nàng giết chết. La Tuấn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. An cô nương. Cho dù thuộc hạ của ta có phần bất kính với nàng, nhưng nàng cũng không cần thiết phải lấy tính mạng của hắn như vậy chứ. Nàng, ám như thế, không phải là hơi quá đáng sao? An Nam Tĩnh nói. La Tuấn, ngươi nên hiểu rõ ràng một chuyện cho ta, An Nam Tĩnh ta là An Nam Tĩnh, An gia là An gia, đừng tưởng rằng An gia ta nương nhờ ngươi, ngươi lại cho là An Nam Tĩnh ta cũng nương nhờ ngươi, hoặc cho rằng An Nam Tĩnh ta sẽ ném chuột sợ vỡ mình, e ngại gì ngươi đâu. Ta tuyên bố lại lần nữa, An gia là An gia, ta là ta. Lần sau, ngươi và cả đám người phía sau ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đây rõ ràng là đánh vào mặt, trắng trợn đánh vào mặt đấy. Dương Diệp nghe vậy, trong lòng cười giống như muốn nở hoa rồi,
An Nam Tĩnh thật sự quá khí phách, thật là đáng yêu, ha ha. Lần này, sắc mặt La Tuấn thật sự trầm xuống. Ban đầu hắn cho rằng Dương Diệp đã đủ điên cuồng và kiêu ngạo, nhưng hắn không nghĩ tới, còn có kẻ càng kiêu ngạo và điên cuồng hơn cả Dương Diệp. Nàng trực tiếp đánh thẳng vào mặt như vậy, La Tuấn hắn làm sao có thể nhịn được. Tay của La Tuấn từ từ đặt lên trên Nhân Hoàng kiếm. Thuấn không kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn La Tuấn, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, thầm nghĩ, ngươi ra tay đi, La Tuấn ngươi ra tay đi. Chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ liên thủ với An Nam Tĩnh giết chết ngươi. Chỉ cần An Nam Tĩnh khống chế ba kẻ bên cạnh, hắn chắc chắn có thể giết chết La Tuấn trong thời gian ngắn, cho dù có phải để lộ ra kiếm vực, hắn cũng sẽ không tiếc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.